Thanh chủ, người trước kia làm gì? Nghĩ tới đây, Trần An tò mò hỏi, cho người ta làm công. Trần Trầm thuận miệng một trả lời, ách, vậy ngày ông chủ khẳng định kiếm lời không ít linh thạch đi. Ha ha, hắn kiếm lời kẻ giám linh thạch. Trần Trầm khinh thường cười cười, trong nhảy mắt, đi qua hơn một tháng, đầu giá hội đúng hạn cư hành. Bởi vì một tháng này đến nay thân khuyển lâu hấp dẫn đại lượng khách hàng. Tại nơi này chút ít khách hàng tuyên truyền phía dưới, buổi đấu giá này tiếng tăm truyền bá cực lớn, thậm chí có độ kiếp kỳ cường giả không xa mấy chục vạn dặm chạy đến tuy là độ kiếp kỳ cường giả thập phần cường đại nhưng ở thiên ma thành trên địa bàn cũng không dám làm loạn lại thêm thăng long thành phục vụ coi như không tệ nguyên cờ đầu giá hội cư hành tương đối thuận lợi trong thành thiên ma thành các tu sĩ trải qua sự tình lần này phía sau đối trần trầm ấn tượng có thể đổi mới phía trước thành chủ thì bị bọn hắn quên đến lên chín tầng mây không có cách nào thành chủ này quá hào phóng cơ bản chỉ cần linh tinh xem linh tài cực phẩm tuyệt đại bộ phận đều vui đầu và phát triển thanh chi phía trên đi còn lại thì phát cho bọn hắn để bọn hắn thu vào thời gian ngắn tăng lên gấp mấy lần không thôi có dạng này thành chủ tại bọn hắn nơi nào sẽ còn muốn lấy phía trước thành chủ một ngày này trần trầm tại thăng long thành bên trong yên lặng nhìn lấy địa đồ giờ đây trên tay hắn loại trừ thăng long thành bên ngoài còn có phong hà thành mặt khác kim thánh tông kim thánh thành cùng đan hà tông dịch thành hắn cũng có thể ảnh hưởng thăng long thành khoảng cách cái này mấy tòa thành trì không xa hắn dạng này phát triển tiếp mặt khác ba tòa thành trì chắc chắn biết càng ngày càng tệ mà đây cũng không phải là hắn dự tính ban đầu suy tư ước chừng một canh giờ chân trầm đối tương lai mấy tòa thành trì phát triển đại thể có chủ liệu đó chính là xây xong lấy thăng long thành cầm đầu thành trì nhóm thăng long thành làm có lớn tổng hợp loại hình thành trì kim thánh thành thì xây thành trì lấy luyện khí làm chủ luyện khí thành từ thăng long thành nâng đỡ phong hòa thành nhã nhận thành đồng dạng là đạo lý này dựa theo riêng phần mình đặc hữu phương hướng phát triển cái này ý nghĩ cùng kiếp trước những cái kia siêu cấp đại thành thị phúc xạ xung quanh không sai biệt lắm thành chủ xảy ra chút việc đang lúc chân trầm chủ liệu thời khắc Trần An đi đến, sắc mặt có chút khó coi nhỏ giọng nói ra. Thế nào? Trần Trầm quay mặt chỗ khác hỏi. Có người đến gây chuyện. Trần An có chút bất bình nói. Trần Trầm lông mày nhảy một kẻ nói. Là tà thần điện. Thanh chủ, làm sao người biết? Liên là một tên tà thần điện trưởng lão. Độ kiếp kỳ tu vi, hắn đến chúng ta phòng đấu giá bán bảo vật. Chào giá cấp cao, chúng ta giám định sư cảm thấy không đáng cái kia. Giá, kết quả dùng beng, hắn kêu gào chúng ta phòng đấu giá đen. Cái khác chuẩn bị bán ra bảo vật tán tu thấy vậy tất cả đều quan sát lên. Trần An cô nén căm phẫn, đem tình huống hoàn hoàn chỉnh chỉnh nói ra chân trầm sau khi nghe xong không khỏi cười lạnh giá mở thiên ma thành địa bàn với lông tìm vết trần an cái này hợp thể tu sĩ còn không giải quyết được tại nam vực cơ bản chỉ có ta thần điện chỉ là hắn không nghĩ tới dĩ nhiên là một cái độ kiếp kỳ tu sĩ một cái độ kiếp tu sĩ nhàn rỗi đến phát tràn đến tìm hắn gây phiền phức thật là đủ nhàm chán mà thôi mang ta đi nhìn một chút ân ừ. cũng không lâu lắm chân trầm liền đi tới phòng đấu giá giờ đây thăng long thành nhân khí cùng hắn lúc vừa tới không thể so sánh nổi lại thêm đầu giá hội vừa mới kết thúc rất nhiều người còn dừng lại tại thăng long thành bên trong nguyên cớ hôm nay vây sen xem náo nhiệt tu sĩ 10 điểm hơn nhiều vừa mới tiến phòng đầu giá chân châm liền nhìn thấy một tên hồng y mang theo mặt nạ tu sĩ chính giữa ngồi ngay ngắn ở đại điện bên trong tại phía sau hắn còn theo hai cái tu sĩ trẻ tuổi ba người tất cả đều mang tà thần điện y phục thăng long thành tu sĩ thì đứng tại trước mặt bọn hắn chỗ không xa trên mặt tràn đầy căm phẫn mà lại không thể làm gì biệt khuất biểu lộ thanh chủ ngài đã tối. mấy cái thăng long thành tu sĩ nhìn thấy Trần trầm phía sau như là nhìn thấy cây cỏ cứu mạng bình thường tranh thủ thời gian tiến lên đón Trần trầm khẽ gật đầu ra hiệu tiếp đó chậm chậm ngồi xuống mặt nạ kia tu sĩ phía trước cười hỏi tiên bối ngươi cái này là ý gì mặt nạ kia tu sĩ liếc mắt nhìn Trần trầm lạnh lùng nói ta không có ý gì chỉ là muốn bán một kiện đồ vật mà thôi nhưng các người thăng long thành phòng đầu giá quá đen vậy mà gài bẫy trên đầu của ta Người thân là thành chủ chẳng lẽ không nên cho ta cái thuyết pháp sao chân chấm nghe đến đây thần tình không thay đổi mà là hỏi tiền bối ngươi muốn bán cái gì có thể hay không cho ta xem một chút sư phụ ta bán là món pháp bảo này nhìn kỹ cũng đừng lại có mắt không tròn mặt nạ tu sĩ phía sau một người đem một cánh tay kích thước bút lông phóng tới trên mặt bàn trên mặt tràn đầy ngạo sắc thanh chủ khoản này đích thật là có chút chân quý pháp bảo nhưng dưới tình huống bình thường tài đạo pháp bảo giá cả đều là muốn giảm bớt đi nhiều bởi vì có rất ít người biết mua sau lưng giám định sư nhỏ giọng giải thích Chân trầm khẽ gật đầu, tiên ma tà ba đạo, tiên đạo cơ sở phổ biến nhất, tu luyện người cũng nhiều nhất, cao chất lượng pháp bảo giá trị cũng cao nhất. Ma đạo thì thứ yếu, về phần tà đạo, tại nơi này thượng giới bên trong, loại chiêu tà thần điện cơ hồ có rất ít tu sĩ tu luyện tà đạo, bởi vì không điều kiện này. Tu luyện tà đạo cần đại lượng sát sinh, phổ thông tu sĩ nơi nào tu luyện lên, cũng chỉ có tà thần điện loại này sở hữu đại lượng tiểu thế giới siêu cấp tông môn mới có thể tu luyện tà đạo nguyên cớ pháp bảo này coi như thu hồi lại cũng cơ bản chỉ có thể bán cho tà thần điện tu sĩ đã như vậy giá cả kia khẳng định là cao không nổi bất quá để cho an toàn chân trầm vẫn là nắm tay nhẹ nhàng đặt ở bút lông bên trên tiếp đó hỏi thăm hệ thống hệ thống phương viên 10 cm bên trong nhất vật chân quý ở đâu ký chủ trong tay huyết sư tà bút có thể lấy máu tươi lực lượng triệu hoán tà ma huyết sư nghe được cái danh từ này chân trầm nao nao không nghi tới cái này trên bút lông lông dĩ nhiên là chân linh huyết sư lông luyện chế mà thành Pháp bảo một khi dính lên chân linh, cái kia giá trị liền không thể so sánh nổi. Cái này huyết sư tà bút đích thật là cái không tệ bảo vật. Người ra giá bao nhiêu? Trần Trầm thấp giọng hỏi thăm giám định sư. Một, một trăm linh tinh, có thể bọn hắn lại chào giá ba trăm linh tinh. Giám định sư ủy khuất nói. Trần Trầm nghe đến đây cũng không có thiên vị ý tứ. Đối với mặt nạ kia tu sĩ nói, tiền bối, một trăm linh tinh hoàn toàn chính xác thấp chút, nhưng ba trăm linh tinh cũng quá cao. Nếu không dạng này, chúng ta thăng long thành ra giá 200 linh tinh thu bảo vật này, thế nào? Ngươi cũng đã biết đây là cái gì quy định. Mặt nạ kia tu sĩ người sau lưng bất mãn quát, nhưng lời còn chưa nói hết, liền bị chân trầm trường mắt liếc, còn lại lời nói trực tiếp bị nén trở về. Chân linh huyết sư long bầm chế thành pháp bảo, khoản này muốn phát huy tác dụng, yêu cầu lấy luyện hư trở lên tu sĩ chi huyết làm mực, điều kiện này quá ha khắc rồi, chúng ta chỉ có thể mở cái giá này. Chân trầm rất lời, mặt nạ kia tu sĩ lộ ở bên ngoài trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc quang mang hắn không nghĩ tới cái này thăng long thành chủ còn trẻ như vậy lại có như thế kiến thức chỉ là sờ một chút liền nhận ra huyết sư lông bờm phải biết thế gian này có long yêu thú chân linh đó là nhiều vô kể mà muốn có bức này kinh nghiệm chỉ ít trước đây tiếp xúc quá huyết sư lông bờm thế nhưng là huyết sư dù sao cũng là chân linh nơi nào có nhiều như vậy cơ hội tiếp xúc lông bờm vừa nghĩ vậy thanh âm hắn khàn khàn hỏi thanh chủ người biết dám bảo chi thuật chân trầm nghe vậy cũng không khiêm tốn trực tiếp đứng lên âm thanh truyền đi rất xa đủ để cho bên ngoài tất cả tu sĩ cũng nghe được đó là tự nhiên, thế giới này pháp bảo ngàn ngàn vạn, nhưng muốn dầu giếm qua ta tuyệt đối không mấy món, ta dám ở cái này bảo đảm. Tuyệt sẽ không có một món pháp bảo tại ta đây thăng long thành lừa gạt. Các vị nếu là có cái gì dám định không được pháp bảo cũng có thể đến ta đây thăng long thành. Như thật là đủ tốt, thăng long thành chắc chắn sẽ mở ra giá vừa ý. Phía ngoài tu sĩ nghe vậy bắt đầu nghị luận ẩm ý. Mặt nạ kia tu sĩ si cũng là đột nhiên nở nụ cười lạnh. Dầu diếm được ngươi không mấy món. Ha ha, một cái trẻ tuổi tiểu bối hơi thở to lớn như thế. Thật sự là không biết trời cao đất rộng. Tiên bối, tuy là ngươi là cường giả nhưng chúng ta thành chủ cũng không phải loại kia nói xuông người chân trầm phía sau một cái tu sĩ nhịn không được cao giọng quát giờ này khắc này hắn đã thành chân trầm phen cuồng hoàn toàn quen hơn một tháng trước chính mình nội tâm đã từng nghi vấn qua cái này mới tới thành chủ chân trầm giơ tay lên một cái cười híp mắt nhìn về phía mặt nạ tu sĩ nói tiên bối ta nếu dám nói loại lời này tự nhiên là có ta lực lượng tiên bối ngươi nói ta không biết trời cao đất rộng làm sao không nghĩ lại nghĩ lại chính mình có phải hay không biết cái này trời cao bao nhiêu cái này đất rộng mấy nhiêu đây Lời này vừa nói, toàn bộ trong đại sảnh đều yên tĩnh trở lại. Mặt nạ tu sĩ phía sau hai tên tu sĩ trẻ tuổi trên mặt tràn đầy vẻ không thể tin được. Tại bọn hắn nhìn tới, sư phụ của bọn hắn cái kia tại cả giới đều là nhân vật có mặt mũi. Không nghĩ tới hôm nay lại bị một cái cùng tuổi bọn họ không sai biệt làm tu sĩ diễu cợt. Quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Lấy về phần bọn hắn trong lúc nhất thời cũng không biết nói cái gì cho phải. Về phần ngoại giới những cái kia dùng thần thức thò vào đến xem xét tình huống tu sĩ lúc này cũng không nhịn được hơi thu hồi thần thức cái này thăng long thành thành chủ trực tiếp mở miệng khiêu khích độ kiếp kỳ cường giả sẽ không treo lên tới đi cái này nếu là treo lên đến dư ba tổn thương đến bọn hắn làm sao bây giờ mà chân trầm phía sau những cái kia thăng long thành tu sĩ tại một hồi kinh ngạc sau đó toàn bộ lộ ra vẻ sùng bái khắc khắc không hổ là thiên ma thành chủ đệ tử biết ta không dám bắt người thế nào cho nên nói chuyện cũng là như thế không cố kỵ gì mặt nạ tu sĩ cười quái dị lên trong giọng nói cũng không có bao nhiêu căm phẫn ngược lại có chút bình tĩnh Bất quá một giây sau, hắn chuyển đề tài nói, bất quá ngươi cũng đừng cho là ta thật bắt ngươi không có cách nào. Ngươi nói ta không biết trời cao đất rộng có thể, nhưng ngươi đến lấy ra bản lĩnh thật sự đi ra. Nếu như không có bản lĩnh thật sự, chỉ là ba hoa trích trẻ, vậy cũng đừng trách ta trừng trị ngươi một phen. Hắn cái này vừa dứt lời, một cô kinh khủng tột cùng uy áp liền bao trùm toàn bộ phòng đấu giá. Thăng Long thành một đám tu sĩ sắc mặt tất cả đều đại biến, chân trầm cũng bởi vì kinh khủng uy áp tới thân mà mơ hồ run rẩy lên. Bất quá rất nhanh hắn liền thích ứng cái này uy áp, cuối cùng hắn có này phân thân không xương bắt nguồn từ độ kiếp kỳ luyện thể tu sĩ đó là cưng rắn vô cùng này mặt nạ tu sĩ chỉ bằng vào uy áp còn không làm gì được hắn gặp chân trầm không có làm bên trong lộ ra trò hề mặt nạ tu sĩ trong mắt lại hiện lên một tia kinh dị không chờ hắn tiếp tục tăng thêm uy áp chân trầm lạnh nhạt nói nếu không dạng này để phía ngoài tu tù sĩ tùy tiện cầm một chút pháp bảo ta giám định một chút nhìn một chút người ta đến cùng là ai nói khoác không biết ngược nếu không có ta giám định không ra được tiền bối người hướng ta nói lời xin lỗi là được nếu là có ta dám định không ra được ta tự đoạn một tay bày tỏ ấy náy thế nào không được vạn nhất là các ngươi thăng long thành nhờ cậy thì làm sao bây giờ để cho ta tới ta chỗ này có một món pháp bảo ngươi xem một chút mặt nạ tu sĩ một người đệ tử cấp bách đứng dậy theo trong nhẫn chữ vật lấy ra một mai xanh ngọc tiểu đỉnh. chân châm chỉ là liếc mắt nhìn liền quay đầu lại khinh thường nói hàn tinh ngọc làm pháp bảo tuy là thủ pháp trung quy trung củ nhưng hàn tinh ngọc cũng chính là bình thường vật liệu luyện khí nguyên cớ pháp bảo này cũng là phổ thông luyện hư tu sĩ mới dùng đệ tử kia nghe vậy tức giận thu hồi xanh ngọc tiểu đỉnh ngoảnh lại nhìn về phía mặt khác một tên sư đệ người sư đệ kia theo nhận chữ vật bên trong móc móc nhưng mà đồng thời không có tìm được cái gì vừa ý đồ vật không thể làm gì khác hơn là lắc đầu bất đắc dĩ mặt nạ tu sĩ thản nhiên nói các người chút đồ vật kia liền không muốn xuất ra đến bêu xấu vẫn là ta tới đi hắn nói như vậy cũng coi là chấp nhận trần trầm thuyết pháp trên thực tế trận này đánh cược liên lụy thực tế lợi ích không lớn coi như là trần trầm tự đoạn một tay đối thân thể tổn hại cũng không lớn chỉ là mất mặt mà thôi nhưng hắn biết đến hắn cùng trần trầm loại tầng thứ này tổn thất một chút linh tinh bảo vật xa không mất mặt tới khó chịu cũng không lâu lắm mặt nạ tu sĩ từ trong ngực lấy ra một mai đặc thù nhẫn chữ vật tiếp đó cẩn thận từng ly từng tí từ đó lấy ra một cây màu đỏ tươi cờ cờ này mới vừa xuất hiện toàn bộ trong đại sảnh liên giảm vài lần loại trừ trần trầm cùng mặt nạ tu sĩ bên ngoài tu sĩ khác trong mắt dần dần xuất hiện huyết sắc phảng phất bị mất phương hướng tâm trí gặp nhiệt độ càng ngày càng thấp mặt nạ tu sĩ lộ ra tay dùng một tầng linh khí đem cờ bao trùm tiếp đó mới hỏi thứ này là ta hao phí 10 năm tấm huyết luyện chế mà thành ngươi cảm thấy giá trị bao nhiêu linh tinh chân trầm thấy vậy nhìn mặt nạ tu sĩ một chút không thể không nói này mặt nạ tu sĩ hết sức giàu hoạt cờ này rõ ràng là phi thường cường đại tà đạo pháp bảo vô luận là chạm đến vẫn là dùng thần thức đi xem xét đều sẽ phải chịu mãnh liệt phản phệ loại tình huống này hắn chỉ có thể bằng vào nhìn tới xem xét pháp bảo này giá trị bao nhiêu muốn là bình thường giám định sư chỉ sợ chỉ có thể thúc thủ vô sách cuối cùng cờ này bề ngoài cũng không có bao nhiêu đặc biệt nhưng hắn không giống nhau hỏi thăm hệ thống sau đó chân trầm cũng đã biết cờ này là cái gì cờ này tên là nhiên huyết kỳ mà cờ nhất thiết phải phải dùng án niệm cực lớn tu sĩ ra luyện chế về phần cán cờ thì cần muốn chân linh chỉ cốt đây vẫn chỉ là tài liệu mà thôi đáng sợ hơn chính là cái này nhiên huyết kỳ muốn đại thành đến thôn phệ ngàn vạn sinh hồn tiếp đó ở trong huyết trì ngâm 10 năm bực này pháp bảo nếu như luận giá trị căn bản là không có cách ước lượng chân trầm bắt đầu dùng hệ thống so với giá trị cuối cùng tại lấy ra hai linh tinh sau đó Hệ thống không cách nào xác định 2.000 linh tinh cùng cái này nhiên huyết kỳ cái nào giá trị lớn hơn. Điều này cũng liền theo mặt bên nói rõ cái này nhiên huyết kỳ thấp nhất giá trị 2.000 linh tinh. Thứ này giá trị hai ba ngàn linh tinh, nhiên huyết kỳ nha. Bực này đơn giản pháp bảo ta nếu là nhìn không ra, nào dám nói ra phía trước cái chủng loại kia lời nói. Tiền bối thật đúng là xem thường ta. Chân châm bình tĩnh cười nói, ánh mắt bên trong mơ hồ có một tia khinh thường. Hắn cái này ánh mắt thoáng cái tổn thương đến mặt nạ tu sĩ tự tôn. Trong không khí uy áp lại mạnh lên một chút nhưng mặt nạ tu sĩ lúc này cũng không chắc tuy là hắn không tin cái này chân trầm có thể giám định thế gian bất luận cái gì bảo vật nhưng liếc mắt một cái liền nhận ra nhiên huyết kỳ điều này nói rõ chi ít có chút bản lãnh mà đồ trên người hắn có thể chưa chắc có thể giấu giếm được người này giờ đây bên ngoài còn có không ít tu sĩ tại vây xem hôm nay nếu như hắn nếu là nhận tội từ đó mặt mũi mất hết không nói hắn còn tương đương miễn phí lan thăng long thành đánh đợt quảng cáo khiến hắn làm sao có thể can tâm chính dơ dẫn hắn do dự ứng nên xử lý chuyện này như thế nào thời điểm ngoài phòng khách đột nhiên vang lên một tiếng nói già nua ta chỗ này có một kiện bảo vật, chính là ta bất ngờ đoạt được. tới bây giờ cũng không biết cái này rốt cuộc là thứ gì, tiểu hưu có thể thay ta nhìn qua. Âm thanh truyền đến, mọi người không hẹn mà cùng nhìn về phía cửa đại sảnh. Chỉ gặp chẳng biết lúc nào, một tên mang áo gai còng lưng thân thể lão đầu nhi vậy mà xuất hiện tại trong đại sảnh. Nhìn thấy lão đầu nhi này, mặt nạ tu sĩ bỗng nhiên đứng lên. Lâm tiền bối, ngươi cùng một lẫn vào việc này sao? Người kia là ai? Chân chăm truyền âm cho phía sau mình tu sĩ hỏi. Thanh chủ, Lâm tiền bối là tiếng tâm lừng lấy tán tu, độ kiếp kỳ tu sĩ, ngoài hiệu thần bảo chân nhân bối phận cực cao trước mấy ngày chúng ta đầu giá hội là hắn mua đồ vật nhiều nhất truyền văn tiền bối này có thu thập kỳ chân dị bảo đam mê trong đầu rất nhanh vang lên truyền âm chân trầm khẽ gật đầu tiếp đó đứng lên cung kính nói nguyên lai like là lâm tiền bối kính đã lâu kính đã lâu người có nhu cầu gì cứ việc nói là được cái kia thần bảo chân nhân nghe đến đây nhìn về phía mặt nạ tu sĩ mặt nạ tu sĩ hừ lạnh một tiếng ngồi xuống đến không lại nói tiếp Xem thần bảo chân nhân bực này tiếng tăm lừng lấy tu sĩ còn không đến mức lên hợp tiểu bối gạt người. Nguyên cớ hắn không có gì đáng nói. Dương đạo hữu, ta trước cho người qua xem qua đi. Thần bảo chân nhân một bên nói đi tới mặt nạ tu sĩ trước mặt, đem một mai lớn nhỏ cỡ nắm tay. Màu sắc lờ mờ hạt châu lấy ra, phóng tới trên mặt bàn. Đây là, nhìn thấy cái này bề ngoài hết sức bình thường hạt châu, mặt nạ tu sĩ si khẽ câu mày xuống. Ánh mắt trở nên có chút trần chờ Tuy là hạt châu này thuận nhìn nhưng có thể bị thần bảo trên người đặc biệt lấy ra tới bảo vật nơi nào sẽ là bình thường vật phẩm Dương đạo hữu có thể tùy ý quan sát, đừng có bất luận cái gì áp lực tâm lý. Thực ra ta cũng không nắm chắc được thứ này là cái gì, chỉ là gặp tòa thành nhỏ này chủ tự tin như vậy. Tạm thời khởi ý, đem thứ này lấy ra, nói không chừng liền là phổ phổ thông thông nội đan. Thân bảo chân nhân cười khẽ một tiếng, nói mười điểm tùy ý. Bất quá mặt nạ tu sĩ lại không có của thật, cái này thần bảo chân nhân mặc dù là tán tu, nhưng sống thời gian dài, nguyên cờ vốn liếng phong phú. Càng mấu chốt chính là người này cực kỳ thích sĩ diện, một cái thích sĩ diện người sẽ lấy ra phổ thông đồ vật, không có khả năng tuyệt không có khả năng nghĩ đến những kẻ này mặt nạ tu sĩ đã đem hạt châu kia cầm tại ở trong tay hạt châu này vào tay lạnh buốt trong đó cũng không có bao nhiêu bàng bạc linh khí xúc cảm liền như là một khối đá khiến hắn lâm vào trong chủ trừ chẳng lẽ thật chỉ là một khối đá mặt nạ tu sĩ trong lòng nghĩ như vậy lại không có nói ra cái này nếu là nói ra mà đây cũng là một kiện bảo vật cái kia không được hạ xuống cái có mắt không trong hàng đầu nghĩ tới đây hắn nhẹ nhàng buông xuống hạt châu lắc đầu nói ta không sở trường tướng mạo bảo nhìn không ra đây là dạng gì bảo vật thân bảo chân nhân nghe vậy trong mắt lóe lên về thất vọng bất quá rất nhanh biến mất không thấy gì nữa ngược lại nhìn về phía trần trầm ánh mắt của hắn biến hóa trần trầm thu hết vào mắt cái này thân bảo chân nhân tại sao lại thất vọng chẳng lẽ chính hắn thật không biết hạt châu này là cái gì ta đến nhìn kỹ một chút bất kể như thế nào trần trầm vẫn là đem hạt châu kia cầm tại ở trong tay tiếp đó bắt đầu giả vờ quan sát hệ thống phụ cận 10 cm có giá trị nhất đồ vật ở đâu tại ký chủ trong tay tên là bổ thiên đan bổ thiên đan Nghe được cái tên này, chân chấm nội tâm lộp bộ một tiếng, hắn tuy là không thể nào biết luyện đan, nhưng cuối cùng đến từ Ngọc Đình Tông, đối một chút đan dược danh tự còn hiểu rõ. Bổ Thiên đan là một loại thất truyền đã lâu đan dược, có thể bổ sung tiên thiên thiếu, tăng lên tu luyện giả tư chất. Bực này đan dược giá trị có thể nghĩ mà biết, là chân chân chính chính vô giới chi bảo. Nếu là hắn nuốt vào, tuy là không thể để cho hắn trở thành tiên thiên đạo thể, nhưng nuốt cái mấy cái hẳn là có thể lăn lộn thành hậu thiên đạo thể. Cái này hậu thiên đạo thể cũng là đồ vật trong truyền thuyết tại nơi này thượng giới cùng tiên giới còn không ngăn chặn thời điểm có một chút đỉnh tiêm tu sĩ có thể thông qua một ít thủ đoạn đặc thù thay đổi một người tư chất cái này hậu thiên đạo thể chính là trong đó một loại tuy là không sánh được tiên thiên nhưng cũng xa xa mạnh hơn linh thể nhìn thấy đan dược này trần trầm suy nghĩ hoàn lạc bản thể hắn tư chất là linh thể tuy là tại thượng giới cũng coi như tiêu chuẩn hàng đầu nhưng so với đỉnh tiêm vẫn là kém một nghìn, cũng tỷ như u minh đó là thật sự tiên thiên đạo thể còn có hắn cái kia tới bây giờ đều không có ra đời hải tử cũng thế hắn thân là lão tử sao có thể không sánh bằng hai tử thứ này đến thu vào tay một cái không đủ vậy liền lại tìm mấy cái chỉ cần cái này thượng giới có hắn tin tưởng không sớm thì muộn có thể tìm tới tuy là trong lòng nghĩ cái này một đống lớn đồ vật nhưng trần trầm thần sắc cũng không có phát sinh mảy may biến hóa vô luận là mặt nạ tu sĩ vẫn là thần bảo chân nhân đều là gia thành tinh gia hóa hắn chỉ cần sắc mặt hơi có chút biến hóa phòng trừng liền có thể bị hai người này nhìn ra đầu mối còn tốt hắn kiến thức bảo vật nhiều diễn kỹ lại tốt không phải vậy giờ này khắc này nhận ra cái này bổ thiên đan phòng trường đều phải lên tiếng kinh hô tiểu thành chủ ngươi có thể nhìn ra cái gì sao thân bảo chân nhân có chút vội vàng hỏi chân trầm không vội vã trả lời mà lại nhẹ nhàng tại bổ thiên đan bên trên gó gõ cuối cùng tại lộ ra một bộ có chút vẻ khiếp sợ khiếp sợ vẫn là muốn khiếp sợ bất quả muốn vừa phải nhìn thấy trần trầm thần tình biến hóa thân bảo chân nhân thoáng cái trở nên mong đợi mặt nạ tu sĩ cũng là thoáng cái khẩn trương lên tiểu tử này chẳng lẽ thật nhìn ra cái gì Tiên bối ta biết đây là vật gì không nghĩ tới tiền bối câu duyên xạo hợp vậy mà có thể lấy được loại bảo vật này thật sự là thật đáng mừng chân trầm cẩn thận từng ly từng tí buông xuống đan dược cười nói là cái gì đến cùng là cái gì thân bảo chân nhân một cái kéo qua chân trầm tay áo trên mặt biểu lộ rốt cục nhịn không nổi chân trầm có chút im lặng cái này thân bảo chân nhân phòng trừng không phải ưa thích thu thập cái gì kỳ chân dị bảo mà là ưa thích nhặt chỗ tốt Hừ, bảo ta thành chủ thì cũng thôi đi nhất định muốn thêm cái chữ tiểu đã như vậy vậy không bằng nhiều bán điểm quan tử cả thán một thoáng thuận tiện suy tư một thoáng đến cùng phải nói đây là vật gì lại không lộ hám thứ này nha là một cái đan dược chân trầm một mực trầm ngâm nửa phút vậy mới phun ra một câu nói như vậy đan dược dạng gì đan dược chẳng lẽ là thượng cổ đan dược thân bảo chân nhân liên tục hỏi thăm sắc mặt bởi vì xúc động mà trở nên có chút hồng nhuận phơn phớt chân trầm gật đầu nói là thượng cổ đan dược nếu như ta không nhìn lầm đây cũng là mười điểm hiếm thấy thăng linh đan thăng linh đan Thần bảo chân nhân một mặt mờ mịt hắn không phải luyện đan sư căn bản chưa nghe nói qua loại đan dược này ngược lại là trần trầm sau lưng một tên giám định sư kinh hồ lên, là truyền văn dùng nốt sau đó có tỷ lệ tăng lên chân linh hậu duệ huyết mạch loại kia đan dược sao không nghĩ tới hôm nay trên thế giới này còn có loại đan dược này tăng lên chân linh hậu duệ huyết mạch câu nói này vừa ra người chung quanh một mảnh xôn xao ngoài phòng khách cũng bắt đầu nghị luận ầm ý duy chỉ có thần bảo chân nhân mơ hồ có chút thất vọng cái này không ra trần trầm dự kiến thăng linh đan tất nhiên chân quý nhưng đối cái này thần bảo chân nhân đồng thời không có ích lợi gì một cái ưa thích thu thập kỳ chân dị bảo người có lẽ là không có gì tài nguyên nuôi lợi hại chân linh hậu duệ mà hắn cũng chỉ có nói như vậy cái này thần bảo chân nhân mới có như thế điểm khả năng lựa chọn đem đan dược này bán đi nếu như nếu là hắn nói đan dược này có thể tăng thọ thần bảo chân nhân vậy liền tuyệt không có khả năng bán đi hắn cũng là trầm tư thật lâu mới quyết định nói đan dược này là thăng linh đan cái kia thăng linh đan giá trị bao nhiêu thân bảo chân nhân hỏi trần trầm nghe vậy mừng thầm trong lòng một khi bắt đầu hỏi thăm giá trị vậy đã nói do có bàn dấu hiệu bất quá hắn lại không có trả lời mà là nhìn về phía sau lưng giám định sư ta chỉ phụ trách giám định bảo vật về phần giá trị ta cũng không phải hiểu rất rõ cuối cùng đây là thất truyền đan dược bên ngoài cũng không có bán vẫn là người để nói một chút đi giám định sư kia nghe đến đây rơi vào trầm tư trên đường còn thỉnh thoảng nhìn về phía trần trầm chờ đợi đạt được thanh chủ ám chỉ nhưng mà trần trầm vậy mà trực tiếp quay đầu lại căn bản không nhìn hắn Thế vậy hắn không thể làm gì khác hơn là ăn ngay nói thật đan dược này đan phương thực ra ta cũng có nghe thấy yêu cầu bốn loại đặc thù chân linh chi huyết lẫn nhau phối hợp mới có thể luyện chế mà đan dược này chỗ lấy thất truyền liên là trong đó một loại chân linh đã không biết bao nhiêu năm không hiện thế qua bực này đan dược đối một kẻ nắm giữ sắp tiến giai chân linh hậu duệ tới nói có thể nói vô giới chi bảo đôi có cường đại chân linh hậu duệ sủng thủ tu si tới nói cũng coi là một khỏa vô cùng chân quỷ đan dược nhưng cuối cùng nuốt đan dược này chỉ là có tỷ lệ tăng lên huyết mạch cũng không có thể bảo đảm Nguyên có ta mạo muội cho viên đan dược này đánh giá giá trị. Ba ngàn, ba ngàn linh tinh đi, ba ngàn linh tinh. Lời này cũng không có tận lực che giấu ái, ngoài phòng khách một đám tu sĩ si cũng đều nghe được. Ba ngàn linh tinh, đây là một cái khái niệm gì? Có thể so một cái không tệ tông môn toàn bộ tư sản. Có cái này ba ngàn linh tinh, thậm chí có thể đi tham gia thành trì đấu giá hội. Cái kia là giá trị thực sự liên thành. Ha ha ha, ba ngàn linh tinh. Tiểu thành chủ, người không tệ, gặp được loại bảo vật này vậy mà có thể chi tiết cáo chi thật không hổ là thiên ma thành chủ đệ tử Thân bảo chân nhân tự nhiên là cùng hỉ đến cực điểm ba ngàn linh tinh cho dù đối với hắn cái này cái độ kiếp kỳ tu si tới nói cũng là một bước cực kỳ đáng sợ tài phú lâm tiền bối ngươi liền dễ dàng như vậy tin tưởng tiểu tử này tin tưởng hắn sẽ đem giá trị ba ngàn linh tinh bảo vật chi tiết cáo chi ngươi lúc này một bên truyền đến thanh âm không hài hòa mở miệng không là người khác chính là cái kia tà thần điện mặt nạ tu sĩ tuy là ngoài miệng nói không tin nhưng hắn trong giọng nói cũng là mơ hồ hàm ẩn một tia đố kỵ ba ngàn linh tinh cho dù hắn cái này tà thần điện trưởng lão toàn bộ thân gia cũng không gì hơn cái này thân bảo chân nhân nghe vậy nụ cười trên mặt lập tức cứng đờ sự thật đúng là như thế hắn làm loại sự tình này quá nhiều Phạm này nhìn thấy trên tay người khác không có cách nào phân biệt lợi hại bảo vật hắn đều sẽ diềm pha một trận tiếp đó nghĩ biện pháp thu mua tới có đôi khi thậm chí sẽ giả vờ mua những vật khác tiếp đó tiện thể mua hắn thật chính là muốn cái này bảo vật hắn dựa vào loại này thao tác thế nhưng là kiếm lời không ít thân gia suy xét bản thân nếu là nhìn thấy người khác có giá trị ba linh tinh thăng linh đan hắn khẳng định là sẽ không nói ra, mà là vụng trộm mỹ biện pháp thu vào tay. chẳng lẽ thanh chủ này thật sự là hồ ngôn loạn ngữ? Nghĩ tới đây, hắn nhịn không được nhìn về phía chân trầm hỏi. thanh chủ có thể có biện pháp nào chứng minh đây là thăng linh đan? chân trầm nghe đến đây giả bộ căm phẫn. tiên bối, ngươi cái này là ý gì? chẳng lẽ cảm thấy ta là tại hồ ngôn loạn ngữ, lừa gạt lừa các ngươi hay sao? không, không, ta chỉ mong sao ngươi nói là sự thật. thân bảo chân nhân liên tục phủ nhận. bên kia mặt nạ tu sĩ đệ tử khinh thường xen vào nói, hư. Ngươi nói là thăng linh đan liền là thăng linh đan sao? Trả giá giá trị 3.000 linh tinh. Ta nhìn ngươi cũng dám định sư kia liền là thông đồng. Có bản sự các ngươi đem cái này thăng linh đan mua lại á? Chân trầm nghe vậy giận tím mặt lạnh lùng nói. Nơi này có phần của ngươi nói chuyện sao? Nếu là lại như thế, đừng trách ta đối ngươi không khách khí. Trên thực tế trong lòng hẳn cũng là vui mừng. Không thể không nói ra hòa này cho hẳn đánh một tay tốt trợ công đệ tử của ta nhanh miệng bất quá hắn nói cũng không phải là không có đạo lý mặt nạ tu sĩ rất lời nhìn về phía thần báo chân nhân Lâm tiền bối, ta nhìn ngươi không bằng liền đem đan dược này bán cho Thăng Long Thành. Dù sao bọn hắn nói giá trị 3.000 linh tinh. Thân bảo chân nhân Lâm và Trần Trờ, ánh mắt cũng là vô tình hay cố ý liếc nhìn Trần Trầm. Trần Trầm mặt lộ vẻ làm khó, trong nội tâm 10 điểm bất đắc dĩ. Hôm nay diễn trò muốn làm đến cùng, nhưng lão tặc này là thật không tốt lừa dối. Giờ phút này hắn không thể biểu hiện quá mức bình tĩnh, càng không thể biểu hiện được hết sức kích động, không thể không nói, cái này thật sự là khảo nghiệm kỹ xảo của hắn lại là phía sau hàn giám định sư lúc này đứng dậy các vị tiền bối ba ngàn linh tình cũng không phải số lượng nhỏ hơn nữa thứ này chuyển tay rất khó chúng ta thu mua chỉ sợ có chút khó khăn bất quá chúng ta có thể giúp một tay đầu giá hắn nói lời này cũng là có ý tốt như đan dược này thật sự là thăng linh đan giúp đo đầu giá nếu là đi ra một cái giá cao thăng long thành có thể ổn định kiếm lời cái khấu trừ nếu là đầu giá không đi ra đây cũng là trả lại thần bảo chân nhân đối thăng long thành cũng không có tổn thất gì Lần này mặt nạ tu sĩ trực tiếp mở miệng, hắn cũng nhìn ra giám định sư ý đồ. Các người thăng long thành thật sự là tính toán khá lắm, chỉ như vậy một cái đồ vật. Hứng phòng đầu giá một chàng, nói nó là giá trị ba 000 linh tinh thăng linh đan. Có người sẽ mua sao? Ta nhìn liền là tiểu tử này nói hiêu nói vượn, ngươi tại thay hắn che lấp mà thôi. Ta không, giám định sư vội vã phủ nhận, khụ khụ, an tâm trở vội. Chân chấm lúc này nhẹ ho hai tiếng, trên mặt lộ ra dầu gì thần sắc, đối thân bảo chân nhân nói. Ta có biện pháp giám định, bất quá thứ này dù sao cũng là giá trị cực cao đồ vật ta nếu là thao tác sai lầm khả năng sẽ đối với đan dược tạo thành tổn hại nói không chừng liền sẽ để đan dược bị giảm giá trị mấy trăm linh tinh nếu tiền bối ngươi không để ý ta ngược lại thật ra có thể lớn mật thử một lần thân bảo chân nhân nghe sắc mặt thay đổi mấy lần mấy trăm linh tinh làm sao có khả năng không để ý hắn cùng cái này chân trầm lại không quen một bên mặt nạ tu sĩ thấy vậy càng phát giác chân trầm giám định là nói hiu nói vượn một cái có thể làm thành chủ tu sĩ biết thao tác sai lầm cái này sao có thể đừng nói là trần trầm dạng này hợp thể tu sĩ liên là một cái đê gia nguyên thần đều có thể đem một con ruồi trên mình lông từng cây lấy xuống mặt tay không run rẩy tiểu tử này rõ ràng là tại từ chối thật sự là đồ gian hoạt ta nhìn ngươi cái này thăng long thành đầu giá hội làm tốt như vậy sẽ không không bỏ ra nổi ba ngàn linh tinh à đơn giản như vậy chó siếc vẫn là không cần tại trước mặt chúng ta xuất ra lâm tiền bối ngươi cũng không cần đối trên tay ngươi cái kia báo hy vọng quá lớn Đến lúc đó hy vọng càng lớn, thất vọng càng lớn. Cái này Thăng Long Thành cũng không phải là một cái đáng tin cậy địa phương. Mặt nạ tu sĩ từ tốn nói, ánh mắt bên trong tràn đầy khinh thường. Hắn đây là tại khích tướng, bắt quá ngược lại để thần báo chân nhân nội tâm nhắc lên. Phía trước hắn còn không quyết định bán hay không cái này Thăng Linh Đan. Hơn nữa coi như bán, hắn cũng không nghĩ lấy liền bán cho Thăng Long Thành. Có thể bây giờ nghe lời này, hắn ngược lại nghĩ đến trong tay đan dược này có chút không thật ngay sau đó hắn theo phía sau khích tường nói tiểu thanh chủ không phải ta không tin ngươi mà là cái này nói mà không có bằng chứng anh thân là tiền bối ta khuyên ngươi một câu nói chuyện không cần nói quá vẹn toàn miễn cho bị người khác chê cười lời này vừa nói phía ngoài một đám tu sĩ bắt đầu nghị luận ầm ý thân bảo chân nhân mặc dù không có nói rõ nhưng ý tứ lại hết sức rõ ràng đó chính là trần trầm tại hồ ngôn loạn ngữ trần trầm nghe đến đây biết cơ hội tới trên mặt lập tức lộ ra vẻ phấn nộ tiền bối lời này của ngươi liền không đúng ta có chứng minh phương thức chỉ là ngươi không nguyện ý mà thôi nếu không dạng này đan dược này chúng ta thăng long thành mua tiếp đó ta tại chỗ chứng minh tốt không hổ là thiên ma thành chủ đệ tử chỉ là phần này quyết đoán ta liền không kịp thân bảo chân nhân vui mừng quá đỗi đột nhiên quát to một tiếng sau đó sợ chân trầm đổi ý giống như đem đan dược nhét vào trần trầm trên tay chân trầm nhìn trong tay đan dược trên mặt tràn đầy hối hận thần sắc sau đó ngoảnh lại nhìn về phía mặt nạ tu sĩ ta thân điện tiền bối nếu không phải ngươi ta sẽ không mua súng đan dược này đợi một chút giám định nếu là phát sinh hư hào người đến phù cấp ta linh tinh mặt nạ tu sĩ quay đầu lại nhìn có chút hạ hê nói liên quan ta cái dám chân chấm sắc mặt đỏ bừng lên lầm bầm nói ta vẫn là tuổi còn rất trẻ một nhóm cáo già ra hỏa mà thôi coi như mua lần giáo huấn á thuyết pháp hàn lấy ra một mai nhẫn chữ vật từ đó lấy ra ba ngàn linh tinh tại chỗ kết giao ra cho thần bảo chân nhân Thần bảo chân nhân nhìn thấy thật sự linh tinh đó là vui mừng quá đỗi tiện tay liền ném ra mấy trăm ngàn linh thạch cực phẩm đưa cho ngoài phòng khách tu sĩ mọi người cùng vui cùng vui hắc Chân Trầm thấy vậy sắc mặt âm trầm, với bên ngoài tu sĩ nói, tuy tiện đến cá nhân hỗ trợ, ta ra một vạn linh thạch cực phẩm. Vừa rất lời, một cái hình thể cực lớn phân thần kỳ tu sĩ bước nhanh đến, trên mặt đây là mới vừa cướp được linh thạch vui mừng. Thanh chủ, có cái gì hỗ trợ, cứ việc phân phó. Trước ở một bên chờ lấy, chân Trầm vừa nói vừa ngồi sùng đến, tiếp đó móc ra một cái mười điểm sắc bén chủy thủ pháp bảo bắt đầu cạo viên châu kia. Mọi người thấy một màn này tất cả đều chấn động vô cùng. Khó trách thanh chủ này nói có phong hiểm, trực tiếp cầm đào cạo, có thể không nguy hiểm sao? đây chính là ba ngàn linh tinh âm um, âm um. kèm theo cái kia khó nghe âm thanh trong đại sảnh bên ngoài nháy mắt lặng mắt như tờ tất cả mọi người sợ quấy dày đến chân chẩm phá hủy giá trị ba ngàn linh tinh đan dược ha <laughs> ha chúc mừng lâm tiền bối ba ngàn linh tinh đây cũng không phải là một con số nhỏ không biết lâm tiền bối là từ đâu lấy được đan dược này mặt nạ tu sĩ không cần mặt mũi lớn tiếng ồ nào chân trầm nguyệt ý tiêu ba ngàn linh tinh mua thử này cái kia cơ bản có thể kết luận thứ này là sự thật thế gian này còn không cái nào cái kẻ ngu sẽ tiêu ba ngàn linh tinh mua phế vật nguyên có giờ đây hắn có thể làm cũng chính là đào quấy rối chân trầm cắn răng thầm hận bắt quá tay cũng là rất ổn định cũng không lâu lắm viên châu phía ngoài một tầng vỏ cứng liền bị hắn loại trừ một tia nhàn nhạt, nhạt đan dược mùi thơm truyền ra quả nhiên là đan dược thân bảo chân nhân thất giọng hô một tiếng chân trầm nghe đến đây trong nội tâm xem thường lừa dối người muốn nửa thật nửa già là đan dược loại sự tình này hắn có thể gạt người sao thật cầm độ kiếp kỳ tu sĩ si làn đồ đần đây ngươi tới người một chút chân trầm đem đan dược bên ngoài tạp chất bỏ đi tiếp đó đem cái kia hình thể cực lớn phân thần tu sĩ kêu tới tu sĩ kia cũng nghiêm túc lập tức chạy tới dùng sức ngửi ngửi chân trầm khóe mắt co quắp phía dưới hỏi cảm giác gì rất thoải mái cụ thể một chút có loại toàn thân thông thấu cảm giác phảng phất chính mình muốn thăng hoa đồng dạng tu sĩ kia thành thật trả lời chân trầm trong lòng thở dài cái này dù sao cũng là bổ thiên đan có thể tăng lên tu sĩ từ chất Tu sĩ này nếu là ổn không loại cảm giác này đó mới là lạ. Chỉ là bị tu sĩ này ngửi một cái, hắn chỉ sợ đến tổn thất hai cái linh tinh, thậm chí không thôi. Cuối cùng cái này bổ thiên đan giá trị xa xa không chỉ ba ngàn linh tinh, nhưng không có cách nào. Làm đem hai cái này độ kiếp tu sĩ lừa dối đi qua, hắn cũng chỉ có hơi tiện nghi một thoáng tu sĩ này. Thăng linh đan có thể tăng lên chân linh hậu duệ huyết mạch. Đối tu sĩ huyết mạch cũng hơi có chút ảnh hưởng. Ha ha, cái này có thể xác nhận á. Chân trầm một bên nói một bên thu hồi đan dược, trên mặt lộ ra vẻ đau lòng ta không tin ngươi cho ta cũng nghe mặt nạ tu sĩ một người đệ tử không tin ta nói chân trầm nghe đến đây giận chừng mắt liếc hắn một cái phun ra một cái lăn chữ lúc này thần báo chân nhân triệt để tin cái kia là thăng linh đan cười nói tiểu thành chủ thật sự là thật bản lãnh vậy mà có thể nhận ra thất truyền đan dược càng là có quyết đoán tiêu phí ba ngàn linh tinh mua súng đan dược này lão phu bội phục nhìn tới cái này thăng long thành ta ngày sau muốn thùng tới nghe được hắn lời nói bên ngoài một đám tu sĩ cũng bắt đầu đối chân trầm bản sự tin tưởng không nghi ngờ lúc này nếu là lại hoài nghi nhân ra nhiều giúp đỡ vậy thì không phải là nghi vấn mà là công tinh liên tà thần điện mặt nạ kia tu sĩ cũng chỉ là hừ lạnh một tiếng không nói gì thêm nữa các vị ta mặc kệ trước đây thăng long thành thế nào nhưng ta bảo đảm tương lai thăng long thành khẳng định sẽ trở thành nam vực đều biết đại thành các ngươi hiện tại nếu là ở thăng long thành phát triển về sau chắc chắn sẽ có không tệ thu hoạch hắn lời này vừa nói bên ngoài một đám bay sen tu sĩ không ít người đều tâm động không thể không nói thăng long thành gần nhất biến hóa xác thực phi thường lớn nhiều một cái thân khuyển lâu không nói, con xử lý một chàng có thể hấp dẫn độ kiết tu sĩ si đầu giá hội. Thanh chủ này càng là một cái khó lường nhân vật, lúc này nếu là ở Thăng Long thành thiết lập nghiệp, này sao nói không chừng sẽ kiếm một món hời. Nghĩ tới đây, có người nhịn không được trực tiếp đi đi vào. Thanh chủ, người giúp ta nhìn một chút ta bảo vật này giá trị bao nhiêu linh thạch, còn có ta đây cái. Nhìn thấy một màn này, mặt nạ tu sĩ si ánh mắt dần dần trở nên sắc bén, hắn tới nơi này là mua một vật, tiện thể lấy ác tâm ác tâm thiên ma thành người không nghĩ tới ngược lại trợ giúp để cái này thăng long thành thành chủ tăng lên một đợt uy vọng cái này chân trầm không đơn giản về sau đến lưu ý thêm điểm trong đầu hiện lên dạng này ý nghĩ sau đó mặt nạ tu sĩ không nói tiếng nào mang theo hắn hai cái đồ đệ quay người rời đi đại sảnh các loại tiếp đại tốt một đời khách nhân sau đó đã qua một canh giờ chân chấm rút ra không về tới phù thành chủ đem bổ thiên đan thật tốt giữ lên đan dược này cũng không phải cho cái này phân thân ăn mà là lưu cho bản thể lại nói hắn cái này phân thân cũng nên đi gặp bản thể bản thể nơi đó nhưng còn có một cái theo u minh nơi đó đạt được nhẫn chữ vật không có mở ra lục đậu giờ đây tại hắn cái này phân thân bên cạnh chỉ là không biết rõ lục đậu có không có năng lực mở ra nhẫn chữ vật kia tính toán ta hiện tại cũng không thiếu cái gì vẫn là lại chờ một đoạn thời gian à cái này thăng long thành giờ đây vừa mới có chút khởi sắc ta vẫn phải tọa chấn ở đây một đoạn thời gian suy tư một hồi chân trầm cuối cùng vẫn quyết định trước đối tại nơi này thăng long thành bên trong trong nẻ mắt đi qua hơn nửa năm nửa năm này ở giữa thăng long thành có thể nói phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa tu sĩ lưu lượng tăng lên trọn vẹn gấp 10 lần ngọc bình tông luyện chế đan dược chỉ cung cấp thăng long thành một thành đều không đủ kim thành tông luyện khí sư nhóm cũng bởi vì thăng long thành khổng lồ yêu cầu bắt đầu bận rộn lên về phần dịch thành phong hòa thành cùng kim thánh thành cũng dần dần bắt đầu truyền hình hết sức chuyên chú chỉ là một loại mua bán chân trầm tuy là cư trú tại thăng long thành bên trong bắt quá hơn nửa năm này bên trong hắn tuyệt phần lớn thời gian đều tại âm dương cung bên trong tu luyện luyện thể tu vi theo luyện hư trực tiếp tu đến phân thần đỉnh phong cái này nếu là muốn tiến thêm một bước bước vào hợp thể cái kia liền phải đến tìm sư phụ hoàn thiên ma thành chủ tất nhiên để cho hắn vui sướng là một nhóm thân bằng hào hữu khoảng thời gian này tại âm dương cung bên trong cung tiến bộ thần tốc liên viên tình thiên loại tư chất này bình thường nhất đều bước vào phân thần cảnh giới mà tư chất tốt nhất hạ tích xương thì đã bước vào phân thần đỉnh phong về phần ở trong đó tiêu hao bao nhiêu linh tinh vậy liền chưa tới làm ngoại nhân nói dù sao trần trầm trên mình căn bản không có nhiều linh tinh còn lại Sư huynh, ta cảm thấy ta có thể giúp ngươi. Âm dương cung bên trong, viên kình thiên tìm tới trần trầm, trên mặt tràn đầy vẻ chờ mong. Ngoại giới tuy là còn không có đi qua một năm, nhưng trên thực tế hắn đã tại âm dương cung bên trong khổ tu ba năm. Thời gian ba năm, cả ngày khổ tu, loại kia buồn tẻ có thể nghĩ mà biết. Đợi một chút ta, à, chờ người bước vào hộp thể cảnh giới, phân thần kỳ ở dưới tay ta. Chỉ có thể làm việc vặt, trần trầm cười nói. Hắn cùng viên kình thiên ở giữa cũng không cần cái gì uyển chuyển, sự thật cũng xác thực như thế phân thần kỳ tại hắn thủ hạ thật sự là làm việc vặt hợp thể vậy ta chẳng phải là vẫn phải lại tu ba năm sư huynh nếu không ta ở bên ngoài đợi cái mười ngày nửa tháng lại trở về đi tu luyện viên kình thiên cười khổ không thôi chân chấm lắc đầu tiểu tử này cũng coi là có gia thất người vẫn là không chịu nổi tính khí chân chờ chốc lát hắn nói ra nếu không như vậy đi ngươi đi một chuyến lê tiên tông đem đồ đệ của ta hoàng lê cùng mặt khác hai cái lúc trước đi theo ta tu sĩ nhận lấy tốt bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ viên kình thiên sắc mặt lập tức từ âm chuyển trong sau khi ra ngoài trước đi làm chút ít bảo vật ta đã sớm chuẩn bị cho người tốt chân chăm chính giữa nói chuyện trong nhẫn chữ vật nào đó khối đưa tin lệnh bài phát sáng lên lấy ra đưa tin lệnh bài chân trầm trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc cho hắn đưa tin dĩ nhiên là gần một năm đều không chút liên lạc qua hắn tam sư huynh đông phương tòng long sư đệ ngươi nhưng có thời gian nhàn hạ nhìn xem ngắn ngủi này một câu hỏi thăm chân chăm tranh thủ thời gian trả lời có sư huynh chẳng lẽ đối ta có cái gì an bài nói thật Hắn gia nhập thiên ma thành chỉ toàn hưởng thụ thiên ma thành chỗ tốt rồi, cơ hồ không vị trí thiên ma thành làm cái gì? Là một cái mối mặt người, nội tâm của hắn vẫn mơ hồ có chút băn khoăn. Giờ đây tam sư huynh tìm hắn, tám chín phần mười chính là thiên ma thành sự tình. Hắn như thế nào đều không có lý do gì cự tuyệt. Sự thật cùng hắn muốn một dạng, cũng không lâu lắm. Đông phương Tòng long liền lại đưa tin tới. Sư đệ, năm vực cùng vùng hẻo lánh địa phương chỗ giáp rời có một tông cửa, tên là hoành đoạn ma tông. Một mực là chúng ta thiên ma thành phụ thuộc tông môn hai ngày này tông chủ cùng một tên thái thượng trưởng lão liên tiếp bảo chết giờ đây tông môn người mạnh nhất thành phân thần cảnh mấy cái thân truyền đệ tử làm tranh đoạt trước trưởng môn ra tay đánh nhau ngươi có thể dành thời gian đi xem một chút đến cùng chuyện gì xảy ra nếu là xe mai thuận mắt liên để hắn làm trưởng môn đi cái này hoành đoạn ma tông tuy là thực lực nhưng có thể thay chúng ta thiên ma thành theo dõi vùng hẻo lánh địa phương người cách nơi đó gần nhất hơn nữa địa vị cũng đủ sư huynh trước tiên liền nghĩ đến ngươi sư huynh yên tâm việc này ta nhất định sẽ làm tốt Trần trầm của quyết trả lời, Nam vực cùng vùng hẻo lánh địa phương chỗ rác giới, nơi này khoảng cách Thăng Long thành có hơn 10 vạn dặm, tuy là chưa nói tới gần, nhưng đối với Thiên Ma thành địa phương khác xác thực coi là bên trên tới gần, bất quá khu vực kia đối Trần trầm tới nói đối lập lạ lắm, bởi vì theo vùng hẻo lánh địa phương ngồi truyền tống trận tiến vào Nam vực, tựa hồ vô tình hay cố ý tránh khỏi cái kia phiến địa phương, nhưng Lê Tiên Tông di chuyển thời điểm đi qua nơi đó, nghe một chút tu sĩ nói nơi đó rất loạn, thậm chí sau vùng hẻo lánh địa phương còn muốn loạn bên trên một cấp bởi vì thường xuyên có toàn bộ tông môn tu sĩ di chuyển đường tắt nơi đó mà những tu sĩ này bởi vì đến từ vùng hẻo lánh địa phương tu vi đồng dạng trái lại nằm ở nam vực danh giới những tu sĩ kia tương đối mà nói liền 10 điểm cương hoành nguyên cớ thường xuyên sẽ có di chuyển tu sĩ làm tông biến mất tình huống phát sinh thanh chủ nếu không ta theo người đi một chuyến thu dọn đồ đạc thời gian một mực đi theo tại chân trầm tá hữu trần an nhẹ giọng nói ra một câu trần trầm lắc đầu không cần cái này thăng long thành hợp thể có hạn ta đi ngươi lại đi vậy liền chỉ còn một người tuy là không có người nào dám ở thiên ma thành trên địa bàn dương ngoài nhưng vẫn là cẩn thận mới là tốt người thành chủ kia Người chỉ có một người có thể hay không không an toàn yên tâm ta sẽ tùy tiện mang mấy cái phân thần tu sĩ đi qua rất lời trần trầm đã thu thập xong đồ vật hắn có long trạch tại người long trạch bên trong có ngạo vũ còn có lúc đậu đối với hắn tới nói đã hoàn toàn đầy đủ về phần mang mấy cái phân thần tu sĩ cũng chỉ là chống đỡ giữ thể diện mà thôi rời đi thăng long thành thời gian trần trầm theo thành vệ quân bên trong chọn lựa hai cái hào thủ liền trực tiếp hướng hoành đoạn ma tông mà đi bình thường xa xỉ đá quen chân trầm cũng không có tiết kiệm trực tiếp lên ngồi truyền tống trận các loại đi ra truyền tống trận thời gian khoảng cách hoành đoạn ma tông đã chỉ còn lại có không đến vạn dặm xa bởi vì mang thiên ma thành tu sĩ si y phục một đường phàm là gặp được tu sĩ tất cả đều nhượng bộ lui binh căn bản không ai dám đến tìm phiền toái nguyên cớ nửa ngày sau một nhóm ba người liền thuận lợi vô cùng đến hoành đoạn ma tông hoành đoạn ma tông nằm ở một mảnh lên mên bất tuyệt bên trong dãy núi nơi này hoàn cảnh được xưng tụng tồi tệ phạm vi ngàn dặm tất cỏ không mọc Chân trầm mới vừa đến liền người thấy một cỗ nồng đậm mùi lưu huỳnh, nhưng không thể không nói, loại địa phương này thích hợp luyện thể. Đi tới vượt ngang đoạn sơn sơn môn phía trước, căn bản không cần mở miệng nói chuyện. Cái kia giữa cửa mạ tu nhìn thấy một nhóm ba người y phục sau đó liền lào đảo trở về trong tông môn bẩm báo đi. Ước chừng qua một phút đồng hồ, trọn vẹn hơn ngàn tên tu sĩ theo khô héo trong núi lớn chui ra. Chân chấm nước mắt nhìn, trong đó tuyệt đại bộ phận đều là luyện hư trở xuống cấp thấp tu sĩ. Phân thần tu sĩ không đến 20 người, về phần hợp thể tu sĩ, một cái đều không có. Chỉ như vậy một cái tông môn, dĩ nhiên là thiên ma thành phụ thuộc tông môn. Thành chủ, hoành đoạn ma tông tông chủ đoạn sơn thực ra rất lợi hại, hợp thể hậu kỳ tu vi. Chỉ là không biết rõ vì sao chết rồi, giờ đây chỉ còn dư lại những cái này tôm tép. Bên cạnh truyền đến theo tu sĩ triệu xa âm thanh, chân trầm khẽ vuốt cằm cười nói, còn có 10 cái phân thần cảnh, cũng không tệ, hắc hắc thành chủ. Bọn hẳn những cái này phân thần cảnh ta cùng chung mặt trời hai người liền có thể toàn bộ giải quyết. Triệu Sa khinh miệt nói ra, Trần Trầm cười không nói, thân là thiên ma thành tu sĩ, so sánh nơi này ma tu, vậy khẳng định là có cảm giác ưu việt. Hai người tại khi nói chuyện, hoành đoạn ma tông ma tu đã toàn bộ tập kết hoàn tất. Sau đó bốn tên thuật nhìn tương đối trẻ tuổi phân thần tu sĩ cùng nhau theo sơn môn bên trong bay ra, rơi xuống Trần Trầm trước mặt, chắp tay hành lễ, thuộc hạ gặp qua thiên ma thành đặc sứ. Bốn người chăm miệng một lời, thuật nhìn tương đối có ăn ý, bắt quá Trần Trầm vẫn là theo trong mắt bọn họ nhìn ra đối lẫn nhau ở giữa chán kết Đoạn tông chủ là như thế nào vẫn Là... Chân Trâm lờ mờ hỏi, ngước khí có chút uy nghiêm. Khởi bẩm đặc sứ, sư phụ ta, sư phụ ta hắn là tàu hỏa nhập ma vẫn lạc. Ngoài cùng bên trái một tên nhỏ gầy tu sĩ phản ứng nhanh nhất, lập tức cướp tại ba người khác phía trước trả lời, các ngoại trả lời xong mới ý thức tới cái gì. Trinh thủ thời gian giả ra một bộ bi thương dáng dấp. Đoạn tông chủ thi thể đây, chân trầm lại hỏi. Lần này cuối cùng bên phải một cái nữ tu phản ứng nhanh nhất quát. Sư phụ lão nhân ra người tàu hỏa nhập ma, nhục thân trực tiếp tan vỡ, hài cốt không còn hiện trường trầm mặc lại gặp mấy người một bộ tùy thời chuẩn bị cước trả lời tự hồ ai trả lời người đó là tân tông chủ bộ dáng chân trầm cảm thấy có chút buồn cười bất quá hắn cũng là không lại tiếp tục hỏi tiếp mà là bay thẳng vào hoành đoạn ma tông bên trong ngay tại hắn theo bốn người ở giữa lúc bay qua phía trước đáp lời cái kia nữ ma tu có chút khó chịu sờ lên trên cổ dây chuyền Đen dây chuyền nhét vào trong quần áo một màn này không trốn qua trần trầm thần thức quan sát nói thật tại thăng long thành lâu như vậy thời gian hắn thấy được không ít bảo vật một chút bảo vật hắn cho dù không dựa vào hệ thống cũng có thể nói ra một cái như thế về sau mà cái này nếu mà tu dây chuyền hắn một chút liền nhìn ra là một kiện không tệ không gian bảo vật giá trị ít nhất một trăm linh tinh bảo vật này nếu là tại một cái hợp thể tu sĩ trên mình hắn còn có thể lý giải nhưng ở một cái phân thần tu sĩ trên mình vậy thì có chút ít khoa trương cuối cùng không phải người nào giống như hắn có hệ thống tại người có thể tin tới nhiều như vậy bảo vật Phát ra được điểm này, chân trầm lại đặc biệt lưu ý một phen. Vậy mới chú ý tới cái kia nhỏ gầy tu sĩ dày cũng có chút đặc thù, nếu như hắn không nhìn lầm. Cái kia tựa như là đặc thù nào đó chân linh giá luyện chế ra đến. Loại này dày giá trị có thể nghĩ mà biết, đồng dạng hợp thể tu sĩ đều chưa hẳn có. Về phần cái khác hai tên tu sĩ, cũng không có gì giá trị cực cao đồ vật bạo lộ bên ngoài. Chân trầm thử thăm dò dùng hệ thống truy lùng một phen, kết quả đem hắn giật mình kêu lên. Cái này bốn người trên thân vụn vặt lẻ tẻ bảo vật của thực không ít, bắt quá tất cả đều giấu ơi phục phía dưới hắn đến đột nhiên cái này bốn tên tu sĩ phòng trưng chỉ là tạm thời tìm kiện đồng dạng y phục mọc tại bên ngoài mang lại một chút tùy thân bảo vật bên ngoài đều có nhiều như vậy bảo vật nhân chữ vật bên trong có cái gì chân trầm không dám tưởng tượng các loại chính thức bước vào hoành đoạn ma tông thần sắc hắn trở nên nghiêm trọng rất nhiều hắn ngược lại không có gì ăn cướp suy nghĩ bốn người này thân gia tuy là thắng tại bình thường hợp thể tu sĩ nhưng cùng hắn so sánh cũng chính là mấy cái số đệ đệ mà thôi trong lòng của hắn nghi hoặc là một cái như thể vắng về tông môn bốn tên thân truyền đệ tử thế nào có như thế phong phú thân gia ăn cướp di chuyển đến nam vực tông môn không có khả năng những tông môn kia làm sao có khả năng có như cái này đủ tốt lê tiên không gặp được hắn thường có nhiều nghèo hắn là biết toàn thân trên dưới chỉ có mấy cái linh tinh chẳng lẽ bốn người này khi sư diệt tổ giết đoạn sơn phân đoạn sơn đồ vật cũng không có khả năng lắm chỉ bằng bốn người này tu vi hợp thể hậu kỳ đoạn sơn nằm không động bốn người này cũng không làm gì được đến cùng là chuyện gì xảy ra Chần trầm yên lặng đen thần thức phòng tuổi lớn nhất bắt đầu xem xét cái này trong tông môn hoàn cảnh không thể không nói cái này trong tông môn kiến trúc tương đối mục mạc tuyệt đại bộ phận đệ tử tu luyện thất đều là sơn động đệ tử khác ăn mặc cũng hết sức bình thường cùng tông môn hoàn cảnh lẫn nhau phối hợp chân chính dị thường chỉ có cái kia bốn tên thân truyền đệ tử nhìn tới hắn đến xâm nhập hiểu rõ một chút cái kia bốn tên thân truyền đệ tử cái này hoành đoạn ma tông tựa hồ cất giấu cái gì không thể cho ai biết bí mật không biết đặc sứ tại thiên ma thành đàm đương chức vụ gì gặp chân trầm bốn phía đại lượng nhỏ gầy tu sĩ góp tới một mặt nịnh nọt hỏi ta là thăng long thành thành chủ chân trầm không nói thẳng là thiên ma thành đệ tử một phương diện không nhất thiết phải thế một phương diện khác hắn không thích khoe khoang đệ tử loại thân phận này cuối cùng đệ tử liên là đệ tử mượn vẫn là người khác hy vọng thành chủ t đặc sứ trẻ tuổi như vậy liên trở thành thành chủ thật sự là tiền đồ vô khả hạn lượng cũng không phải so với đắc sứ chúng ta thật sự là sống uổng tuổi tác nghe được thành chủ cái thân phận này bốn người một trận tâm bốc trong mắt tràn đầy vẻ sùng bái chân trầm trong nội tâm cười lạnh những người này lúc này chủ động nói chuyện cùng hắn đơn giản là phân tán hắn lực chú ý, không muốn để cho hắn quan sát quá nhiều. Một phương diện khác, cũng có thể che giấu nội tâm trột dạ. Mấy vị quá khen, ta tới đây loại trừ điều tra một thoáng đoạn tông chủ nguyên nhân cái chết bên ngoài. Còn muốn ủy nhiệm một tên tân nhiệm tông chủ, không biết bốn vị trí ai tu vi cao nhất. Chân trầm cười nhạt một tiếng, mở miệng gió hỏi, khụ khụ, là tại hạ, tại hạ bất tài, giờ đây đã nhanh phân thần đỉnh phong. Cái kia nhỏ gầy tu sĩ nhẹ ho hai tiếng, khiêm tốn trả lời, bắt quá hai đầu lông mày lại tràn đầy tự ngạo. Chân chấm nghe đến đây nhìn hắn một cái, cái này nhỏ gầy tu sĩ tuy là hình thể không lớn, nhưng nhục thân cực kỳ ngưng thực, xem ra tu là một loại nào đó gia tăng bản thân mật độ. Đến đề thăng nhục thân cường độ công pháp, phân thần hậu kỳ, sắp đi vào đỉnh phong, thật là trong bốn người tu vi cao nhất. Cặp nhỏ gầy tu sĩ như thế, vừa mới còn hòa hợp em thấm ba người khác trên mặt đều lóe lên mù mịt. Tên nữ đệ tử kia thầm nói, đặc sứ, phụ thân ta trước đây cũng không có đề cập qua một đem trước trường môn truyền cho đại sư huynh. Chân chấm nghe vậy lông mẩy nhíu lại, hắn không nghĩ tới nữ đệ tử này dĩ nhiên là đoạn sơn nữ nhi đặc sứ ta tu vi tuy là không kịp đại sư huynh nhưng bàn về sức chiến đấu cũng là trong bốn người mạnh nhất lại một tên đệ tử nhỏ giọng nói ra chân trầm có chút hăng hái nhìn về phía ba người này sau đó liếc qua người thứ tư người đây ta đến phía trước nghe nói hoành đoạn ma tông bốn người tranh vị trí tông chủ người bằng báo lại là cái gì ta người kia muốn nói lại thôi lúc này ba người khác đồng thời nhìn về phía hàn ánh mắt như đao người kia thấy vậy hơi hơi rụt rụt nói vậy cũng là bên ngoài truyền ngôn ta làm sao dám cùng ba vị sư huynh sư tỷ tranh chấp chân chấm nhẹ gật đầu trở lại thân buồn bã nói mang ta tại nơi này hoành đoạn ma tông đi dạo một vòng á ta muốn đem mỗi cái địa phương đều nhìn một lần mặt khác cho chúng ta ăn bài một chút chỗ ở ta trong lúc rảnh rỗi nơi này hoàn cảnh đặc thù ta cũng muốn nhiều ở vài ngày thật tốt ta đây liền ăn bài nhỏ gầy tu sĩ rất lời rơi xuống đất chân trầm thời gian chú ý bốn người thân tình biến hóa nhất là cái kia nữ tu bởi vì nữ tu kia nhất không lòng dạ, hỉ nộ dễ dàng bộc lộ bên ngoài. hắn vừa mới nói ra chuẩn bị nhiều ở vài ngày thời gian, nữ tu kia trên mặt rõ ràng lóe lên một tia sợ hãi. Tâm nửa ngày sau, chân trầm tại ba người dẫn dắt hạ tướng hoành đoạn ma tông tuyệt đại bộ phận địa phương đi dạo một lần, sau đó được an bài tại hoành đoạn ma tông một tòa tương đối xa hoa trong kiến trúc. Triệu Viễn, nhìn xảy ra vấn đề gì chưa? chờ hoành đoạn ma tông người đều rời đi, chân trầm nhẹ giọng dò hỏi. Triệu Viễn gãi đầu một cái, thử thăm dò nói đều rất bình thường không vấn đề gì à ngược lại là một bên trầm mặc ít nói trương dương nói ra tên kia tiểu đệ tử có trước cổ quái hắn tu vi dường như chỉ có phân thần sơ kỳ hơn nữa ta cảm thấy hắn thần thức dường như cũng tương đối yếu chúng ta thiên ma thành tình báo sẽ không ra sai hắn khẳng định là cùng cái khác ba tên người tranh giành hắn dựa vào cái gì chân trầm tán thường nhìn trương dương một chút nói bổ sung chúng ta vừa mới đi thăm hoành đoạn ma tông tuyệt đại bộ phận địa phương bao gồm đoạn sơn tu luyện thất duy chỉ có bốn người bọn họ thân truyền đệ tử chỗ tồn tại đỉnh núi không mang chúng ta tham quan ta xem chúng vấn đề vẫn là xuất hiện ở bốn người bọn họ trên mình triệu viện nghe đến đây cảm giác chính mình cơ hội biểu hiện tới vội vàng nói thanh chủ nếu không ta tiêm nhập bọn hắn chỗ tồn tại đỉnh núi nhìn một chút chân trầm không vội vã đáp ứng phải biết hoành đoạn mà tông loại trừ đã chết một tên tông chủ bên ngoài còn đã chết một tên thái thượng trưởng lão hai cái này đều là hợp thể tu sĩ nhất là đoạn sơn đây chính là hợp thể hậu kỳ cường giả. nếu như đoạn sơn thật bởi vì cái di kỳ quặc mà chết nói rõ sự tính khá là nghiêm trọng đừng nói là phân thần tu sĩ liền là hợp thể tu sĩ đều gặp nguy hiểm loại tình huống này triệu viễn đi vụng trộm xem xét tình huống không phải tặng sao hắn cũng nghĩ qua dựa vào hệ thống truy tung nhưng lại không biết nên truy tung cái gì cũng không thể truy tung có cái gì kỳ quặc à? suy tư trong lát trần trầm lắc đầu các người đừng đi bốn người bọn họ cướp bạt vị trí tông chủ nói rõ bên trong cũng không phải một lòng nếu muốn tìm đến sơ hở kỳ thật cũng không khó tại hoành đoạn ma tông lại một ngày ngày thứ hai trần trầm liền đem cái kia bốn tên thân truyền đệ tử triệu tập trên mặt tràn đầy ghét bỏ thần sắc một bộ không quen nơi này sinh hoạt điều kiện bộ dáng anh các người chỗ này hoàn cảnh quá kém ta hôm nay liền đi cái kia ai người tên là gì trần trầm một bên rưỡi lưng một cái một bên nhìn về phía tên kia nữ tu tại tại hạ đoạn linh nữ tu kích động trả lời Ba người khác nghe được Trần Trầm muốn đi, nguyên bản cũng thập phần hưng phấn, nhưng thét lên đoạn linh thời gian, bọn hắn sắc mặt thoảng cái đều trở nên hết sức khó coi. Đoạn Linh, nếu phụ thân ngươi là cái này Hoành Đoạn Ma Tông tông chủ, vậy ngươi liền tiếp nhận a. Từ nay về sau, ngươi chính là Hoành Đoạn Ma Tông tân nhiệm tông chủ, mấy người các ngươi cũng không cần cái nữa, nếu là lại để cho ta nghe được cái gì không tin tốt lành, đừng trách ta đối với các ngươi không khách khí. Rất lời Trần Trầm cũng không nhìn bốn người thần tình, mang theo Triệu Viễn cùng Trương Dương liền hướng sơn môn phương hướng bay phảng phất một khác đều không muốn ở chỗ này chờ lâu giống như cung tiễn đặc sứ đoạn linh nhất định không phụ đặc sứ kỳ vọng cao phía sau truyền đến đoạn linh vui sướng tột cùng tiếng hô to về phần ba người khác thì không nói tiếng nào chờ bay ra hoành đoạn ma tông trăm dặm ba người đột nhiên ngừng đi gặp bốn bề vắng lặng trần Trần nói ta trở về đi xem một chút tình huống các ngươi ở chỗ này chờ lấy nếu là có cái gì bất ngờ ta cho các ngươi đưa tin thế nhưng là thanh chủ có thể hay không không an toàn triệu viện có chút không yên lòng ha ha nếu là ta không an toàn các ngươi liền thuần túy là chịu chết, huống chi ta cố này chỉ là phân thân mà thôi, các ngươi không cần lo lắng." Chân Trầm cười nói, hắn cái này lời mặc dù đã thương người, nhưng là sự thật, cái kia chúng ta ở chỗ này trở thành chủ, nếu là thành chủ phân thân có cái gì bất ngờ, cái kia chúng ta liền trở về người liên hệ, binh cái này Hoành Đoạn Ma Tông, dù sao liền một cái phụ thuộc tông môn mà thôi. Nghe lấy hai người lời nói, Chân Trầm cười cười xoay người qua, sau đó đem trên mình khí tức thu lại đến cực hạ, hướng về Hoành Đoạn Ma Tông giết cái hồi mã thương mà chờ hắn y màng quay trở lại hoành đoạn ma tông thời gian, hoành đoạn ma tông tình huống của nhiên không có vượt quá hắn dự liệu. toàn bộ tông môn lúc này đều bị trận pháp bao khỏa, mà xuyên thấu qua trận pháp, hắn có thể nhìn thấy bốn người kia hiện tại còn lơ lửng tại trong trời cao, trung quanh có một tầng ngăn cách trận pháp, nhưng theo bọn hắn biểu lộ đến nhìn, rất hiển nhiên chính giữa tại cài và kịch liệt. chân trầm không học qua môi ngữ, không biết rõ bọn hắn tại nói cái gì, bất quá hắn cũng không gấp chỉ là yên lặng tại tông môn bên ngoài chờ đợi trời dần dần đen trên bầu trời bốn tên tu sĩ cuối cùng tan rã trong không vui lúc này trần trầm mới cẩn thận từng ly từng tí đem lục đậu kêu đi ra phá vỡ trận pháp bốn người kia tuy là không mang hắn đi tham quan chỗ tồn tại đỉnh núi nhưng vị trí cụ thể trần trầm vẫn là biết trần chờ chốc lát trần trầm quyết định trước len lén lèn vào đoạn linh chỗ tồn tại đỉnh núi cuối cùng cái kia đoạn linh đơn giản nhất thân là hợp thể tu sĩ chân trầm ẩn nấp đi tự nhiên không có người nào phát hiện cũng không lâu lắm hắn lên đi tới đoạn linh chỗ tồn tại đỉnh núi Tại hệ thống chỉ dẫn phía dưới, hắn rất mau tìm đến Đoạn Linh. Sáng rực dưới ánh đèn, Đoạn Linh đang ngồi ở bàn phía trước, cẩn thận thưởng thức lấy lệnh bài trưởng môn, trên mặt treo đầy nụ cười. Tựa hồ cũng không nhận được phía trước cãi nhau ảnh hưởng. Không thưởng thức bao lâu, nàng lại đem nhận chữ vật lấy ra, từ đó lấy ra một đống linh tinh, đổ đầy mặt bàn. Đoạn Linh nhìn xem những cái này linh tinh ánh mắt tương đối mê say, còn có tham lam, có câu lời nói tốt, đêm khuya không người thời điểm ngươi mới là chân thật nhất ngươi. Giờ này khắc này, chân châm lên nhìn thấy Đoạn Linh bản chất một mặt, Ha ha, ta thành tông chủ, từ đó cha ta cái kia một phần, liên nên từ ta kế thừa. Có những cái kia tài nguyên tại, ta đột phá hợp thể ở trong tầm tay. Sau một lúc lâu, bên trong truyền đến đoạn linh nhẹ giọng liều liều thanh âm, trong giọng nói không có chút nào bi thương, có chỉ là giả tâm. Cũng không biết nàng người tông chủ này con gái có phải hay không thân sinh. Chân trâm ở đây chờ đợi đã có một khắc đồng hồ, cũng chỉ nghe được một câu nói kia, lắc đầu, hắn nặng yên không một tiếng động rời đi đỉnh núi mục tiêu kế tiếp tự nhiên là tu vi kia nhỏ yếu nhất sư đệ người kia cho hắn cảm giác mười điểm cổ quái hắn mơ hồ cảm giác lớn nhất mờ ám nằm ở chỗ người kia trên mình nguyên cớ hành động càng cẩn thận đáng tiếc hắn sẽ không cái gì biến hình thuật không phải vậy khẳng định đến biến cái con mũi đi qua đi tới ngọn núi này bốn phía lạ thường yên tĩnh vậy mà không có một cái nào đệ tử liên mười điểm cổ quái phải biết đoạn linh chỗ tồn tại ngọn núi kia tuy là thuộc về đoạn linh nhưng vẫn có một ít làm việc vật ngoại môn đệ tử trái lại nơi này vậy mà không có một ai tuy là tiểu sư đệ này tu vi yếu nhất nhưng dù sao cũng là phân thần kỳ thân truyền đệ tử dù gì cũng không đến mức dạng này đoạn linh đề cập tới phụ thân hắn một phần chẳng lẽ cùng bọn hắn xuất thân giàu có có quan hệ cái này hoành đoạn ma tông làm là cái gì mua bán vậy mà có thể kiếm lời nhiều như vậy chân chấm nội tâm hiếu kỳ hơn nữa hắn mơ hồ cảm giác sắp đụng chạm đến chân tướng căn cứ hệ thống chỉ dẫn hắn lặng yên không một tiếng động đi tới một ngọn núi phía trước tiểu sư đệ này cùng đoạn linh không giống nhau ở không phải kiến trúc mà là sơn động Tuy là như thế, nhưng chung quanh trận pháp nhưng còn xa so đoạn linh nơi đó muốn phức tạp. Phòng hộ năng lực tại chân trầm nhìn tới, chỉ ít có thể lấy ngăn cản hợp thể tu sĩ công kích. Bực này trận pháp dùng tại một cái thân truyền đệ tử chỗ ở, rõ ràng có chút quá cách. Gọi ra lục đậu phá vỡ trận pháp phía sau, chân trầm cuối cùng đi tới hang núi kia chỗ không xa. Trong sơn đậu một mảnh đen kịt, cũng không có truyền ra một tơ một hào âm thanh. Hơn nữa tựa hồ có một loại đặc biệt sương mù, có thể ngăn cản thần thức đều đến một bước này hắn không có không tiến đi đạo lý hắn ngược lại muốn xem xem cái này hoành đoạn ma tông đến cùng làm cái quỷ gì hít sâu một hơi chân châm nhẹ nhàng bồng bềnh mà lên giống như quỷ mị bay vào trong sườn động liên tục xoay mấy vòng phía sau chân châm cuối cùng là nhìn thấy cái kia tiểu đệ tử thân ảnh lúc này hắn chính giữa khoanh chân đối với một cái hắc động hai mắt nhắm nghiền sắc mặt tái nhợt nhìn thấy cái hắc động kia chân châm bừng tình hiểu ra cái kia rõ ràng là một cái khe hở không gian hoành đoạn ma tông những người này giàu có như vậy chẳng lẽ là cung tiểu thế giới người làm giao dịch hồi đói một chút cái này thượng giới không có đồ vật đang lúc hoán cho là mình đã nhận ra chân tướng thời điểm tiểu đệ từ kia đột nhiên mở miệng sư phụ ta tiếp xuống phải làm gì lời này vừa nói cũng không lâu lắm trong hắc động bộ vậy mà chuyển đến một cái mờ mịt âm thanh không sao một chút tiểu lợi mà thôi ngươi liền nhường cho bọn hắn a à? về sau ngươi đạt được sẽ càng nhiều nghe được thanh âm này chân trầm giật mình kêu lên xuyên thấu qua vết nứt không gian truyền lại âm thanh điểm ấy hắn tuyệt đối không làm được thậm chí đừng nói là hắn coi như là độ kiếp kỳ tu sĩ si cũng chưa chắc có thể làm được cuối cùng hiện tại hắn cách tổ kiếp kỳ tu sĩ si cũng không phải như thế xa xôi cái kia hắc động thông hường đến cùng là địa phương nào chẳng lẽ là một cái đại thế giới mẹ nó phát hiện khó lường đồ vật a à? chân trầm không nhịn được nghĩ mắng to nhưng bị hắn đình chỉ lúc này tiểu đệ tử kia lại mở miệng sư phụ cái này không gian thông đạo ước chứng lúc nào mới có thể khuyết trương đến ngươi có thể phủ xuống đến chúng ta thế giới này tình trạng a à? đồ nhi đã đợi không kịp ba cái kia mu xuẩn hiện tại cả ngày liền nghĩ khống chế ta hắn cái này lời còn chưa nói hết trong hắc động âm thanh đột nhiên trở nên lạnh lùng nghiêm nghị người phụ cận có người phụng trợn trần trầm nghe nói như thế nhịp tin đột nhiên chậm một nhịp mẹ cách khe hở không gian còn có thể phát giác được hắn tồn tại chẳng lẽ là đại thư cung giá là ai tiểu đệ từ kia kinh hô một tiếng đột nhiên đứng lên quay đầu lại hướng về chân trầm chỗ tồn tại phương hướng quên tới chân trầm theo bản năng liền muốn quay người chạy trốn nhưng lúc này lối đi bên kia lại truyền đến một cái quái dị tiếng cười sư đệ là ta đừng thấy lạ Tiếng nói vừa ra, một cái thân ảnh gầy nhỏ chậm chậm theo trong bóng dâm đi ra. Sư huynh, người tới làm gì? Tiểu đệ tử kia tái nhợt trên mặt tràn đầy cảnh giác, thậm chí còn có một tia sát ý. Sư đệ, không nghĩ tới người vậy mà vụng trộm bái tiền bối làm thầy. Uống chúng ta mấy cái còn tại cái gì tranh đoạt trước trưởng môn? Hắc hắc, vẫn là sư đệ ngươi cơ trí. Nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng a. Nhỏ gầy tu sĩ cười nói, tựa hồ không sợ cái kia hắc động phía sau tu sĩ. Tiểu đệ tử nghe vậy cũng không nói chuyện, chỉ là lạnh lùng nói, ra ngoài, sư đệ hà tất tuyệt tình như thế, cái kia đoạn linh thành trưởng môn, trong lòng ngươi liền không có oán niệm sao, chúng ta sao không chủ liệu, nói đến đây, nhỏ gầy tu sĩ chạy tới tiểu đệ tử kia trước mặt ngồi sủng xuống, chủ liệu cái gì, tiểu đệ tử hỏi, giết nàng, nhỏ gầy tu sĩ trên mặt lộ ra một tia tàn nhẫn nói ra, tiểu đệ tử nghe vậy trong mắt tràn ngập chấn kinh. Một giây sau, tình huống đột biến, nhỏ gầy tu sĩ đột nhiên há hốc miệng ra, một đạo huyết tiện bắn ra, trực tiếp xuyên thùng tiểu đệ tử kia đầu tiểu đệ từ kia căn bản chưa kịp có bất kỳ phản ứng nào nhục thân liền bị triệt để hủy diệt chưa cái đó ra cái kia máu tươi tựa hồ còn có cái gì đặc thù khả năng hủy diệt tiểu đệ từ kia nhục thân phía sau vậy mà cháy hưng hực lên đem nguyên thần cũng thiêu thành cho tàn làm xong tất cả những thứ này cái kia nhỏ gầy tu sĩ lại cũng mất phía trước tàn nhẫn trên mặt lộ ra kinh sợ thần sắc đối với cái kia hắc động quỳ sùng nói con xin tiền bối thứ tội ta đây cũng là hành động bất đắc dĩ từ nay về sau ta nguyện ý làm tiền bối đệ tử ha <lakes> ha ngươi điểm mấy trò vặt thật coi ta không nhìn ra được biết ta vì sao không có ngăn cản ngươi sao trong hắc động rốt cục lại truyền ra âm thanh nhỏ gầy tu sĩ nghe được mồ hôi lạnh chảy dòng run rẩy nói vãn bối không biết rất đơn giản tiêu tử này tu vi quá yếu ta mượn thân thể của hắn giết hai người kia phía sau hắn thân thể này đã mơ hồ không chịu nổi coi như ta nhập vào thân cũng không phát huy được trước đây thực lực thế nhưng là đáng chết người không phải đều đã giết sao nhỏ gầy tu sĩ nơm nớp lo sợ hỏi giết hắc hắc động này bên trong thế nhưng là còn có một người Vừa dứt lời, một tia sương mù màu đen theo trong hắc động bay ra, tiến vào nhỏ gầy tu sĩ trong cơ thể. Nhỏ gầy tu sĩ cặp mắt né mắt biến đến đỏ bừng, ngoảnh lại nhìn về phía cửa động vị trí. Nhưng mà, lúc này cửa động vị trí đã không có bất kỳ bóng người nào, chỉ có một hồi gió nhẹ xe qua. Chạy thật là nhanh, nhỏ gầy tu sĩ nhẹ giọng liều díu một câu, đỏ tươi trong mắt lóe lên một đạo quang mang một giây sau. Hắn trực tiếp thẳng biến mất tại chỗ cảm nhận được phía sau kích xạ mà đến lưu quang chân trầm trong nội tâm có chút áp lực không nói hai lời trực tiếp đem ngạo vũ gọi đi ra Ngạo huynh, quả ngươi đi ra chạy trốn. Nàng, một tiếng long ngâm chuyển khắp toàn bộ hoành đoạn ma tông trên không. Ngạo vũ bất ngờ xuất hiện tại hư không bên trong, mới vừa xuất hiện. Chân chầm liền ngồi xuống trên lưng nó. Một người một dòng lấy tốc độ cực nhanh hướng về xa xa bầu trời bay đi. Ngọa tào, cái kia là chân long dao. Ngươi nhìn, đại sư huynh vậy mà đuổi theo. Đại sư huynh thật nhanh tốc độ. Như thế đại động tĩnh tự nhiên kinh động đến hoành đoạn ma tông một nhóm đệ tử không ít người chạy ra đối với bầu trời hoàng sợ nói đoạn linh cũng không ngoại lệ nhìn xem như là lưu hành đồng dạng đuổi theo đại sư huynh trong mắt nàng đã có khủng hoảng lại có em ngại chờ hai đạo quang mang hoàn toàn biến mất ở chân trời phía sau nàng càn răng hướng về tiểu sư đệ đỉnh núi bay đi trần đạo hữu phía sau người kia là ai đây là có chuyện gì Nạo vũ liều mạng bay về phía trước nhưng phát giác được phía sau quang mang kia vậy mà tại dần dần tới gần nó không khỏi hỏi phải biết nó hiện tại là hợp thể hậu kỳ tu vi lại thêm nó huyết mạch đã cực kỳ đến gần chân linh nguyên cờ tốc độ nó tại hợp thể cảnh giới bên trong chưa có có thể so sánh chỉ có như vậy phía sau người kia lại còn đang dần dần tới gần khiến nó trong nội tâm kinh hãi nhưng giới khác đại năng bám thân mẹ đoán chừng là đại thừa tu sĩ bám thân tới chúng ta cũng không phải là đối thủ chân chờ một bên nói một bên lấy ra đưa tin lệnh bài đồng thời còn lấy ra một cái quyền trục quyền trục này chính là thiên ma thành chủ cho hắn bảo mệnh đồ vật thời khắc mấu chốt có thể đem hắn truyền tống đến vạn dạng bên ngoài không có cách nào thân này phía sau bị bám thân nhỏ gây tu sĩ cho hắn lực áp bách quá lớn hắn cần phải lấy ra thứ này phải biết nhân ra những giới khác tu sĩ si cũng sẽ không cho bọn hắn thiên ma thành mặt mũi sư huynh hoành đoạn ma tông có vết nứt không gian hư hư thực thực thông hưởng cái khác trần trầm đang chuẩn bị đưa tin cho tam sư huynh đông phương tòng long lúc này phía sau đột nhiên truyền đến một tiếng kêu to anh thanh âm này bé nhọn tột cùng như là lợi kiếm đồng dạng rất có lực xuyên thấu chân Trầm chỉ cảm thấy não hải đau đớn một hồi cho lấy lại tinh thần thời gian trong tay đưa tin lệnh bài vậy mà đã hóa thành bột mịn ngoạ tào đây là cái gì bí thuật chân Trầm kinh hô một tiếng quay đầu lại chỉ gặp cái kia nhỏ gầy tu sĩ cách hàn đã không đến mười dặm nó trong mắt sát ý cách như thế xa đều có thể rõ ràng cảm nhận được chân đạo hữu sắp bị đuổi tới nếu không ta thử ngăn chặn hắn nọ vũ to lớn long nhãn bên trong tràn đầy kiên quyết ý thấp giọng quát nó không biết rõ chân châm rảnh rối ở giữa truyền tống quyền trục mực này chí bao giờ đây loại tình huống này trước tiên nghĩ đến chính là chính mình lưu lại kiềm chế chúng ta một chỗ thử xem ta cũng không tin hắn có độ kiếp kỳ thực lực chân trầm cắn răng quát hắn vừa dứt lời nó vũ đột nhiên quay đầu phun ra một đạo thanh sắc linh quang âm âm một tiếng kinh thiên bảo hưởng màu xanh linh quang trực tiếp trúng đích cái kia nhỏ gầy tu sĩ nhưng mà không đợi ngạo vũ mừng rỡ cái kia nhỏ gầy tu sĩ liền theo linh quang bên trong vọt ra lúc này trên người hắn nhiều một tầng màu đen linh quang bảo hộ một cố cực kỳ cường đại uy ác cảm giác theo linh quang khoác lên tán phát đi ra chết kèm theo quát khẽ một tiếng nhỏ gầy tu sĩ tốc độ đột nhiên tăng vọt một đoạn cơ hồ trực tiếp xuất hiện tại ngạo vũ phía sau cái kia nhỏ gầy thân thể đột nhiên bạo phát ra cực kỳ đáng sợ lực lượng đấm ra một quyền trên nắm tay vậy mà có lên chí ít bốn loại phát tắc lực lượng um. Hống, nạo Vũ trực tiếp chịu một quyền, phát ra một tiếng gào lên đau đớn, sau đó liền như là sao băng hướng về phía dưới đại địa rơi xuống mà đi, quá cứng thân rồng, nhỏ gầy tu sĩ si liều giếng một tiếng, lại là một quyền hướng về chân trầm đánh tới, cái kia cường hoành một quyền còn chưa tới, đáng sợ khi thế đã khóa chặt lại chân trầm, để hắn tránh cũng không thể tránh, chân trầm trong nội tâm hung ác, đồng dạng là một quyền toàn lực nên đón tiếp lấy, hắn thân thể này không xương chính là độ kiếp luyện thể tu sĩ không xương, hắn cũng không tin, con đụng không qua cái này phân thần kỳ nhục thân hắn cái này vừa ra quyền hai người nắm đấm nháy mắt liền đánh vào nhau ầm um, ầm um, một tiếng nổ vang một đạo vô hình sóng xung kích bắt đầu hướng bốn phía khuếch tán tạo thành mạnh mẽ gió lốc tại địa càng là bắt đầu nứt nẻ chân trầm rên khẽ một tiếng hướng phía sau cực tóc thụt lùi mà đi cuối cùng bị cân bằng ở thân thể ngạo vũ tiếp được chân đạo hữu ngươi không sao chứ ấy không có gì đáng ngại chân trầm duỗi tay ra gặp bàn tay của mình tới tay khử tay vị trí tất cả đều biến thành bạch cốt không khỏi cười khổ nói ngươi có chuyện gì sao ta cũng không có vấn đề gì lớn nạo vũ một bên nói một bên xe dịch xuống đuôi chân châm lúc này mới phát hiện nạo vũ đuôi khoan khoái một đoạn có thể nhẫn nại không thể nhẫn nhục chân châm vừa mắng một bên lấy ra một viên đan dược nuốt vào lúc này phía trên cái kia thân ảnh gầy nhỏ lại lần nữa xuất hiện quanh thân bị hắc quang bao khỏa nhục thân vậy mà đồng thời không cái gì trở ngại Học thể kỳ có thể cùng ta liều mạng một quyền nhìn tới một giới này tu si cũng không có quá mức suy tàn ngươi hẳn là một giới này đại tông môn đệ tử thiên kiêu nhân vật à nhỏ gầy tu sĩ bình tĩnh nói ra nhưng không đợi trần trầm trả lời hắn lại thẳng tắp hướng về trần trầm bắn tới khi người quá đáng trần trầm giận quát to một tiếng vạn hóa thân phong theo trong cơ thể bay ra đến hắn một cái kia hoàn hảo trong tay ngạo huynh trở về long trạch một kiếm tại tay trần trầm đem ngạo vũ thu vào long trạch bên trong sau đó đem chính mình toàn bộ linh lực cùng huyết khí lực lượng toàn diện quán thâu đến vạn hóa thân phong bên trong một tiếng long ngâm âm thanh truyền ra vạn hóa thần phong đột nhiên nổ bắn ra vạn trượng quang mang kiếm khí thẳng ngút trời cái kia nhỏ gầy tu sĩ nhìn thấy một màn này trong mắt lóe lên một tia trần kinh nhưng lúc này hắn đã bay đến chân trầm phía trên chỗ không xa chém nhìn thấy sông thẳng mà đến nhỏ gầy tu sĩ chân trầm toàn lực vung ra một kiếm vạn hóa thần phong né mắt lên cùng nhỏ gầy tu sĩ trên nắm tay hắc quang đánh vào nhau ơm ừ, từng đạo năng lượng triều tịch càng không ngừng hưởng bốn phía khuếch tán trong vòng phương viên trăm dặm sáng giống như ban ngày bốn phía rừng rậm cơ hồ là trong chớp mắt liền biến mất không thấy gì nữa biến thành một mảnh hoang vu năng lượng này chiều tịch kéo dài đến hơn một phút đồng hồ thời gian mới hoàn toàn biến mất trong đêm tối cái kia thân ảnh gầy nhỏ lơ lửng tại trong trời cao tại hắn phía dưới đã không có một ai không gian truyền tống quyền trục xem ra là một cái đại thừa tu sĩ đệ tử khó trách có thực lực thế này có bức này pháp bảo nhỏ gầy tu sĩ rất lời thu hồi nắm đấm lốp bốp một hồi giòn vang chung quanh hắn hắc quang bắt đầu xuất hiện vết nứt cuối cùng phanh một tiếng hoàn toàn tan vỡ thân thể này vẫn là quả yếu chút à giờ đây tin tức chuyển ra ngoài nhất định phải tăng tốc tiến độ nhỏ gầy tu sĩ một bên nói một bên hướng về hoành đoạn ma tông phương hướng cực tốc bay đi bay lên bay lên trên người hắn cũng dần dần bắt đầu xuất hiện vết dạn đại lượng máu tươi rơi xuống đất phát ra phanh 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 như là đá rơi đồng dạng âm thanh hô chân trầm phun ra một bụng chọc khí nhìn chung quanh chung quanh hoàn toàn yên tĩnh có chỉ là rừng già rậm rạp rất hiển nhiên hắn tại vận dụng không gian truyền tống quyền trục phía sau bị truyền tống đến nơi này vừa mới một kiếm kia hàn đã lấy hết toàn lực cũng không biết có không có thương tổn cái kia nhỏ gầy tu sĩ dù sao bất kể như thế nào đều khó có khả năng làm bị thương cái kia hắc động phía sau kinh khủng tồn tại cho lấy vung ra một kiếm kia cũng chính là vì để người kia không thoải mái một thoáng làm cho chính mình vận dụng một chương không gian quyền trục chính mình có thể để hắn dễ chịu sao hừ chân chăm hư một tiếng đen thần thức mò về long trạch bên trong ngạo vũ lúc này ngạo vũ có chút thê thảm gần phân nửa đuôi đều bị người kia một quyền đánh nổ nhưng cha linh hậu duệ sức hồi phục cực kỳ cường đại lại thêm có chính mình cái này thổ hào ủng hộ hẳn là có thể đủ phục hồi hỏi han ân cần một hồi xác định nó không có gì đáng ngại chân trầm lại lấy ra hai khối đưa tin lạnh bài triều viễn trương dương các ngươi tranh thủ thời gian rời xa hoành đoạn ma tông đồng thời đem hoành đoạn ma tông sự tình hồi báo cho thiên ma thành liền nói nơi đó hư hư thực thực có thông hướng cái khác đại thế giới khe hở không gian đồng thời có hư hư thực thực đại thừa tu sĩ cường giả muốn bước vào chúng ta một giới này cái gì con có loại sự tình này thật tốt chúng ta liền làm theo chỉ là thành chủ ngươi hiện tại thế nào ở đâu ta không có gì đáng ngại các ngươi trước về thăng long thành cái khác sự tinh chờ ta trở về rồi hãy nói truyền xong tin tức này chân châm lên cảm giác có chút mệt mỏi tuy là tu vi tăng lên hắn một kiếm chém ra không đến mức nằm trên mặt đất không thể động đậy nhưng cũng phải tiêu hao hắn 90% tinh lực giờ đây hắn chỉ cảm thấy hai mí mắt muốn đánh nhau đó là vây được không được nhưng mà không gian truyền tống quyển trục chỉ có thể truyền tống một vạn dặm. nguyên có nghiêm trình mà nói hắn hiện tại đối địa phương còn cũng không tính an toàn không tiếp tục trì hoãn chân trầm miễn cưỡng lên tinh thần tại hệ thống chỉ dẫn phía dưới hướng một cái an toàn phương hướng chậm chậm bay đi nửa ngày sau thiên ma thành thiên ma thành chủ nhìn trong tay đưa tin chân máy hơi nhíu lại hoành đoạn ma tông vậy mà xuất hiện thông hướng đại thế giới vết nước không gian khiến hắn tương đối khiếp sợ làm cho này một giới đỉnh tiên tồn tại hắn đối không gian tự nhiên có nhất định lý giải đại thế giới vậy liền xem một cái cực lớn chứng cho lấy thường xuyên sẽ có thông hướng tiểu thế giới vết nước đó là bởi vì những thế giới nhỏ kia trên bản chất đều tại đại thế giới bên trong mà chỉ cần tại đại thế giới bên trong bọn hắn những cái này định tiên tu sĩ liền có thể tùy ý xuyên qua mà cùng là đại thế giới đó chính là cái khác trứng xem như vỏ trứng thế giới bích trường đó là cực kỳ cứng rắn bọn hắn những cái này đại thừa cũng xuyên thủng không được dưới tình huống bình thường là không có khả năng xuất hiện vết nứt không gian nhưng hắn cũng không hoài nghi trần trầm hồ ngôn loạn ngữ bực này đại sự còn không đến mức có tu sĩ giảm đối với hắn nói bậy hơn nữa đại thế giới ở giữa xuất hiện vết nứt không gian cũng không phải chưa bao giờ có mấy trăm ngàn mặt phía trước là có như thế đồng loạt hiện tại cái kia vết nứt không gian đều chính ở chỗ này trầm tư một hồi thiên ma thành chủ lắc đầu duỗi tay ra tại trước mặt hư không bên trong nhẹ nhàng xé ra sau đó hư không liền như là giấy bị hắn kéo ra một cái động lớn bước ra một bước thiên ma thành chủ đi vào trong lỗ lớn một lát sau lỗ lớn liền khôi phục như lúc ban đầu cũng không lâu lắm thiên ma thành chủ lại xuất hiện thời gian đã đến một tòa vân vụ lượn lờ bên trong ngọn tiên sơn trên tiên sơn có ba tòa cự bia đứng vững thẳng vào mây trời không chờ hắn mở miệng trong mây mù truyền đến một cái mờ mịt âm thanh thiên ma đạo hữu mời đến đi thiên ma thành chủ không trần chờ hướng thẳng đến cự bia phương hướng bay đi sau một lát hắn liền nhìn thấy núi này chủ nhân đương đại thiên cơ đạo quân thiên cơ đạo quân làm phiền giờ đây tình huống đắc thù ta nhất thiết phải thỉnh giáo một chút người thiên ma thành chủ nhìn lên trước mặt tóc trắng bồng bềnh lão giả ngư khí bình tĩnh nói thiên cơ đạo quân không có vội vã trả lời mà là tại chơi tổng thể xuất hiện thông hướng lạ lẫm đại thế giới vết nứt không gian cùng lúc trước phát hiện ngụy tiên giới tình huống không giống nhau lắm thiên ma thành chủ kiến thiên cơ đạo quân không nói lời nào tiếp tục nói ngứa tóc so trước đó đã nhanh mấy phần hắn nhắc lên ngụy tiên giới đồng dạng là một tòa đại thế giới nó đẳng cấp so chân linh giới hơi cao một chút mấy chục vạn năm trước chân linh giới xuất hiện một cái thông hướng ngụy tiên giới vết nứt không gian bất quá cái này vết nứt không gian cực nhỏ mặc kệ là chân linh giới vẫn là ngụy tiên giới tu sĩ đều không thể xuyên qua mà qua bởi vậy lương giới cơ bản chỉ duy trì trên phương diện làm ăn vãng lai về sau chân linh giới phi thăng lối đi bị lấp một đám đại thừa tu sĩ không cách nào thành tiên ngay sau đó có đại nghị lực người trực tiếp hủy đi nhục thân chỉ lưu một tia chân linh xuyên qua đến ngụy tiên giới muốn tại ngụy tiên giới lại bắt đầu lại từ đầu truy tìm cái kia một tia thời cơ thành tiên lâu dần cái này cũng đã thành chân linh giới cái gọi phi thăng nhưng theo những đệ tử khác trần trầm miêu tả đến nhìn lần này đại thế giới kia vết nứt hoàn toàn khác nhau thế giới kia cường giả thậm chí có thể phân ra một tia thân hồn tiến vào thế giới này tiến hành bám thân chiến đấu loại này vết nứt so thông hướng ngụy tiên giới vết nứt mù lớn hơn nếu là lại lớn một chút nói không chừng liền có thể để tu sĩ xuyên qua lui tới hai cái hoàn toàn xa lại đại thế giới đột nhiên tiếp xúc kết quả kia rất có thể sẽ tương đối hỏng bét thiên cơ đạo quân thiên ma đạo hữu an tâm trở vội sự kiện kia ta đã biết thiên cơ đạo quân nói trên tràn lóe lên một tia nồng đậm lo lắng một giây sau âm um một tiếng vang trầm trước mặt hắn bàn cờ đột nhiên một phân thành hai nứt ra nhìn xem cái kia nứt ra bàn cờ thiên cơ đạo quân cười khổ nói là phúc thì không phải là họa là họa thì tránh không khỏi cái này vết nứt vừa mở chính là điểm đại hung bên kia tu sĩ chỉ sợ không phải yên lành gì thiên ma thành chủ hừ lạnh một tiếng nói bọn hắn không phải người lương thiện chúng ta liền thật sao thiên cơ đạo quân ta tới nơi này là hỏi thăm người biện pháp giải quyết cũng không phải hỏi ngươi sẽ xảy ra tình huống gì hai cái đại thế giới đột nhiên tiếp xúc có thể xảy ra tình huống gì ta còn không biết rõ sao tu chân giới chính là như vậy muốn thành tiên nhất định phải chiếm hữu càng nhiều tài nguyên thiên cơ đạo quân nghe đến đây đầu tiên là sững sờ tiếp đó hỏi người ăn bài thế nào ta đã phái đại đệ tử đi qua nhìn một chút có thể hay không hủy đi cái kia vết nước không gian thiên ma thành chủ trả lời hắn đại đệ tử chính là thiên ma thành một vị khác đại thừa tại toàn bộ chân linh giới đều cực kỳ nổi danh tay hắn mới vừa nhận được tin tức thời điểm hắn liền đem cái này đệ tử phái ra ngoài không phải vậy hắn cũng không sẽ chậm rãi đến hỏi thăm thiên cơ đạo quân khó ta khuyên ngươi làm nhanh lên tốt hai tay chuẩn bị mặt khác lại thông báo một chút cái khác mấy lão già thiên cơ đạo quân bất đắc sĩ nói ra tại chân linh giới nếu là phát hiện thực lực yếu nho nhỏ thế giới cái kia tám chín phần mười là muốn phái người đi vào cướp đoạt một phen nếu như bị tà thần điện dạng này thế lực phát hiện cái kia càng ghê gớm nói không chừng đến bị tàn sát chống không nguyên cớ nếu như chân linh giới so cái kia lại lẫm đại thế giới nhỏ yếu kết quả kia có thể nghĩ mà biết nhưng thế giới nhỏ kia liền là chân linh giới vết xe đổ coi như là thực lực tương đương, chỉ sợ cũng phải phát sinh một chút ma sát. Chưa cái đó ra đây, còn muốn làm gì? Thiên ma thành chủ lại hỏi. Thiên cơ đạo quân suy nghĩ một chút trả lời. Phái người và những cái kia chân linh nhóm nói một chút à. Cuối cùng cái này chân linh rời cũng là bọn chúng.